cậu bé này bị hai tên trùm trường chặn trong nhà vệ sinh. Tên trùm trường kiêu ngạo không ngừng đe dọa cậu bé mau ra ngoài, chính lúc tên béo chuẩn bị ra tay đánh cậu, thì tên công tử bột kế bên nói với cậu ta, mày không có trò gì mới sao, ngày nào cũng đấm người, bản thân tao thấy ngán lắm rồi. Tên trùm trường suy nghĩ một lúc rồi chợt nghĩ ra một ý tưởng xấu xa hơn, cậu ta bảo cậu bé tháo quần ra rồi bắt sóc bỏ lọ cho mình xem, thấy cậu không làm theo, hắn ta trực tiếp túm tóc đập đầu cậu vào tường. Nhưng vẫn chưa hả giận nên liền chuẩn bị động tay giúp cậu tháo quần ra, còn cậu bé bị sỉ nhục thì nói rằng để mình tự làm. Nhưng cuối cùng cậu cũng không thể nào làm được chuyện sỉ nhục đi quá giới hạn này, thế là cậu liền chớp lấy thời cơ chạy trốn nhưng đã bị bắt lại ngay. Đổi lại chính là sự sỉ nhục còn tàn nhẫn hơn nữa, tên công tử trực tiếp giẫm mạnh vào tay cậu. Cảm giác đau đớn khiến cậu không ngừng hét lên thất thanh. Sau khi xả giận xong, cậu ta túm tóc cậu bé lôi lên rồi bảo cậu tiếp tục biểu diễn, còn hai tên đó thì lại đứng một bên xem hết tất cả và phá lên cười một cách vô cùng kiêu ngạo. Đồng thời kể từ đó hành động của họ cũng đã trở thành nỗi ám ảnh mà cả đời này cậu bé không thể nào quên được. Cậu bé tên là Ki Ung Min. Những chuyện bi thảm này của Ki Ung Min không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi về đến nhà, cậu lại phải đối diện với sự sỉ nhục và oánh đập không ngừng của bố chỉ vì mình không ra đón ông về nhà. Do đó sau khi uống say, ông liền muốn xông vào phòng con trai dạy dỗ cậu. Lúc này phía ngoài cửa truyền đến tiếng khuyên giải của người mẹ, nhưng bà cũng bị lão ta oánh đập một trận dã man. Còn Ki Ung Min thì sợ hãi mà khóa chặt cửa lại trốn vào một góc. Cứ như vậy cậu đã phải sống trong môi trường bạo lực đến hết năm lớp 10, cứ tưởng rằng cơn ác mộng này đã kết thúc. Cậu ôm theo hy vọng đón chào cuộc sống mới của năm lớp 11, hơn nữa điều càng khiến cậu vui mừng hơn là người bạn thân chung sốc cũng được phân vào cùng lớp với cậu. Vì thế mà hai người đã lén uống rượu chúc mừng với nhau, nhưng không ngờ được là vào ngày đầu tiên đi học. Vừa vào đến lớp, Ki Ung Min lại nghe thấy giọng nói thân quen, tên trùm trường ác quỷ lại được phân vào cùng lớp với cậu. Cậu ta nhiệt tình chào hỏi Ki Ung Min, thế là kể từ đó cơn ác mộng của cậu lại xuất hiện. Thấy cậu đứng ngây người tại chỗ, tên đại ca liền ra lệnh cho cậu đi tới rồi trực tiếp sỉ nhục cậu trước mặt cả lớp, đồng thời còn nói chuyện lần trước chúng bắt Ki Ung Min bắt sóc bỏ lọ, cuộc sống vừa mới có một chút hy vọng giờ lại bị nỗi sợ hãi chiếm lấy. Ki Ung Min liền tuyệt vọng chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh khóc. Chung Sốc nhìn thấy hết cảnh này vốn định an ủi cậu, nhưng cũng không biết nên mở lời từ đâu. Sau khi về đến nhà, Ki Ung Min lại kể lại chuyện này cho mẹ. Bà khuyên cậu đừng chịu đựng nữa mà mau chóng chuyển trường đi, nhưng đổi sang trường khác thì có gì khác chứ. Trường mới vẫn sẽ lan truyền những chuyện này, như vậy cuộc sống của cậu còn trở nên khó khăn hơn nữa. Đối diện với tình huống này, Ki Ung Min chỉ có thể chọn nhượng bộ. Cậu nói với bản thân rằng chỉ cần cố nhịn 2 năm nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Thế là bắt đầu từ hôm đó, tên đại ca trường lại tiếp tục bắt nạt Ki Ung Min. Mỗi ngày đều bắt cậu làm bài tập cho mình, nếu chậm trễ một phút thì sẽ bị ăn bốp cái thẳng mặt. Thậm chí còn sỉ nhục Ki Ung Min bằng cách bắt cậu ấy đi bằng 4 chân trước mặt cả lớp. Còn chúng thì ở phía sau lăng mạ cười hớn hở. Ki Ung Min đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn Chung Sốc để cầu cứu, nhưng cậu ấy cũng không thể làm gì được. Càng đáng hận hơn nữa là khi nhìn thấy cảnh này, thầy giáo lại quay mặt làm ngơ. Chớp mắt đã qua 20 năm, Ki Ung Min đã lớn và trở thành ông chủ của hãng taxi lớn nhất ở địa phương. Thế nhưng nỗi ám ảnh trong quá khứ thì mãi mãi không thể xóa mờ, nó đã khiến anh thường xuyên gặp ác mộng, thậm chí có những lúc còn xuất hiện ảo giác, và cũng vì thế mà anh bị trầm cảm. Nhưng kể từ sau khi gặp vợ mình, anh đã bắt đầu từ từ tiếp nhận điều trị. Cuộc sống cũng vì thế mà dần dần tốt hơn, đồng thời khoảnh khắc này cũng khiến anh quên đi những tổn thương mình đã từng chịu đựng. Nhưng vô tình khi về nhà, người vợ lật ảnh lúc nhỏ của anh ra xem thì nỗi ám ảnh thời ấu thơ lại lần nữa dội về. Anh lại trực tiếp xuất hiện ảo giác, dường như anh đã nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đầu lợn. Nhìn thấy chồng suy sụp hết lần này đến lần khác, lúc này cô mới biết trước đây Ki Ung Min đã sợ hãi đến mức nào. Vì không thể chấp nhận được khi thấy chồng mình đau khổ đến vậy, cuối cùng người vợ đã chọn cách cùng anh tự vấn. Khi ăn cơm tối, cô đã cho thuốc ngủ vào trong nước rồi đưa cho anh, tiếp đó cô cũng uống thuốc rồi đốt than hoa trong nhà. Cuối cùng là nằm xuống cạnh Ki Ung Min đợi chờ cái chết, nhưng cô không biết rằng, vì người chồng đã dùng thuốc trầm cảm trong thời gian dài nên bản thân đã tự sinh ra chất kháng thuốc. Rất nhanh anh đã tỉnh lại, nhưng người vợ bên cạnh anh đã sớm trúng độc mà chết. Đợi sau khi anh bình tĩnh lại thì lại lần nữa nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ đầu lợn. Và lần này anh đã hạ quyết tâm phải báo thù, rất nhanh cảnh sát đã nhận được tình báo. Có người đã tự sát bằng cách đốt than trong khu phố, ngay sau đó cảnh sát đã đến hiện trường. Chin A là người phụ trách điều tra vụ án, sau khi quan sát ở hiện trường, cô phát hiện ra những viên thuốc nằm vung vãi trên sàn và than được đốt trong nhà. Rất rõ ràng đây là một vụ án tự sát bằng than hoa. Lúc này một cảnh sát đang chuẩn bị gọi điện thoại điều tra thì lại phát hiện ra manh mối khác trên cửa sổ. Đợi sau khi họ quan sát kỹ lưỡng thì lại thấy vài dòng chữ viết trên cửa sổ. Gửi cảnh sát hình sự Chung Sốc, đã lâu không gặp. Mình là Hoang Ki Ung Min, cậu vẫn sống tốt chứ? Cảnh này khiến Chin A và anh cảnh sát đứng hình tại chỗ. Thế là họ lập tức chạy xuống lầu trích xuất camera giám sát. Và quả nhiên trong camera họ đã nhìn thấy cảnh chồng của nạn nhân ra khỏi phòng mà cái tên Chung Sốc anh để lại trên kính. Lại chính là đàn em tốt nghiệp cùng trường của Chin A. Thế là cô lập tức gọi điện cho Chung Sốc đang làm việc trong đội điều tra ở Seoul. Nhưng lúc này anh đang bận rộn điều tra vụ án khác nên sau khi nhìn thấy điện thoại của Chin A, anh không thèm nghe cô nói mà vội vàng tắt máy.
Còn Jin A cũng đã về đến đồn cảnh sát và điều tra được thông tin của Kyung Min và Chung Sok. Lúc này cô mới phát hiện ra hai người họ từng học cùng trường. Hơn nữa cũng chuyển trường vào cùng một năm, điều này khiến Jin A càng muốn điều tra rõ hơn. Tối đó cô lại lần nữa gọi điện cho Chung Sok để nói rõ nguyên do với anh. Lúc này sau một ngày làm việc, Chung Sok vừa về đến nhà nghỉ ngơi thì lại nghe thấy đàn chị yêu cầu gặp lúc nửa đêm. Thì biết rằng chuyện lần này không hề đơn giản nên anh đã hỏi cô bây giờ gặp nhau ở đâu. Kết quả sau đó tiếng chuông cửa liền reo lên. Jin A đã tìm đến tận nhà anh, rồi trực tiếp xông vào và bắt đầu lục lọi trong nhà. Sau một hồi quan sát cô chắc chắn không có vấn đề gì, thì mới hỏi Chung Sok có xảy ra chuyện gì không. Chung Sok thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế là Jin A liền nói lại mọi chuyện cho anh. Đồng thời lấy bức ảnh mình chụp lại ở hiện trường xảy ra vụ án và bức ảnh chữ viết của Kyung Min để lại cho Chung Sok xem. Jin A nghi ngờ Kyung Min để lại dòng tin nhắn đó là chữ ký để khoe khoang tội danh của mình, còn việc để lại tên của Chung Sok. Rất có khả năng anh sẽ là mục tiêu tiếp theo của hung thủ, nhưng điều khiến họ không thể hiểu được là một người bạn đã không liên lạc từ sau khi học cấp 3, tại sao lại đột nhiên viết ra tên của Chung Sok chứ? Đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là một lời chào, rất nhanh đã có báo cáo khám nghiệm. Trong cơ thể của nạn nhân đã trích ra được một lượng lớn thuốc ngủ và khí độc, có thể chắc chắn đây là một vụ án tự soát điển hình. Nhưng dấu vết ở trên cổ thì không thể để lại do phản kháng được, điều này lại lần nữa khiến hai người lật lại giả thuyết trước đó. Tiếp đó hai người lần theo hồ sơ quẹt thẻ của Kyung Min để tìm ra khoa thần kinh, nơi anh ta thường xuyên đến khám. Lúc này bác sĩ Hee Eun trông khóc không thành tiếng, thì ra vợ của Kyung Min chính là em gái của bạn mình. Từ nhỏ mối quan hệ của hai người đã vô cùng tốt, chính vợ Kyung Min yêu cầu nên bà mới chữa bệnh cho anh. Nguyên nhân khiến anh mắc bệnh tâm thần là vì lúc nhỏ bị bố bạo lực gia đình. Tuy nhiên quan hệ giữa anh và vợ thì lại không hề giống người bố. Kể từ sau khi kết hôn hai người đã vô cùng ân ái. Tiếp đó Jin A lại hỏi bác sĩ gần đây có kê thuốc ngủ cho Kyung Min không. Hee Eun trông suy xét một lúc và nói rằng không, nhưng gần đây vợ của anh vì không ngủ được nên đã đến tìm mình lấy thuốc ngủ. Sau đó trong khi điều tra hai người phát hiện ra người vợ đã từng đến năm bệnh viện tâm thần để lấy thuốc an thần, hơn nữa lại còn đặc biệt đi siêu thị mua than hoa nữa. Điều này khiến nghi ngờ của hai người về việc Kyung Min là nghi phạm đã giảm đi. Tiếp đó hai người lại đến công ty của Kyung Min điều tra. Từ chỗ trưởng phòng ở đây họ biết được ông chủ không phải tên là Kyung Min mà là Nam Chun Ki. Jin A liền lấy ảnh ra cho anh ta xác nhận. Thì mới biết được là trong công việc Kyung Min đã dùng cái tên khác. Đồng thời sau khi rời khỏi đó Chung Sok cũng nói với Jin A. Anh và Kyung Min đã quen biết từ nhỏ, đến năm cấp 3 thì sống chung trong một khu phố. Sau đó đến lớp 11 vì được phân vào cùng một lớp nên quan hệ của họ rất tốt. Nhưng trên đường về Jin A lại nghĩ đến thông tin. Năm lớp 11 hai người họ đã từng chuyển trường mà mình đã điều tra trước đó, thì định tiếp tục hỏi anh một số chuyện trước đây của hai người. Tuy nhiên Chung Sok lại tỏ ra không muốn nhắc đến quá khứ đen tối đó, còn lúc này sau khi rời khỏi nhà. Kyung Min đã quyết tâm báo thù, anh thay một bộ đồ mới rồi lái xe đến gần cửa hàng của tên trùm trường đã từng bắt nạt mình. Thấy hắn ta vẫn như trước đây, chỉ trích cấp dưới một cách độc ác và bá đạo. Kyung Min biết người đàn ông này không hề hối cải về những chuyện mình đã làm, thì ra vào 5 năm trước Kyung Min đã từng muốn báo thù. Lúc đó anh tìm đến tên trùm trường béo ú, khi đó hắn vẫn đang làm công nhân ở tiệm sửa chữa. Anh đi tới đưa cho hắn ta danh thiếp của mình, sau đó lợi dụng thân phận ông chủ của công ty taxi mà muốn hợp tác lâu dài với hắn. Nhìn thấy cái tên khác trên danh thiếp tên trùm trường không nhận ra Kyung Min, lúc này Kyung Min đứng trước mặt với thân phận ông chủ lớn. Đối với hắn ta mà nói anh chẳng khác gì vị Bồ Tát sống nên đã lập tức khom lưng cúi đầu cảm tạ anh. Và suốt 5 năm nay, dựa vào sự hợp tác với công ty của Kyung Min mà từ một tên công nhân quèn, hắn ta đã chuyển mình thành ông chủ của một cửa hàng sửa chữa. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng này ở trước cửa quán sửa xe Kyung Min không thể nào nhịn được. Anh cầm con dao giấu trong áo ra, tiếp đó lại lấy một mũi thuốc gây mê rồi từ từ lái xe đến trước cửa tiệm. Thấy khách hàng lớn của mình đã đến, hắn ngoan ngoãn chủ động đi tới và giúp Kyung Min mở cửa xe rồi trực tiếp mời anh vào trong. Khi đi theo hắn ta Kyung Min định nhân lúc cho một phát, nhưng lại nhìn thấy trong cửa hàng còn có người khác nên anh cũng không tiện ra tay mà chỉ có thể cất ống tiêm đi và tùy cơ ứng biến. Tên trùm trường mời anh vào trong phòng họp rồi rót trà mời anh. Nhìn thấy hắn ta vẫn bóc lột nhân viên vào cuối tuần thì anh liền nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe thấy vậy hắn ta lập tức xuống dưới sắp xếp cho nhân viên của mình nghỉ. Đợi khi hắn lần nữa quay lại phòng họp thì Kyung Min lúc này đã trốn ở sau cửa. Sẵn sàng cầm ống tiêm lên chờ đợi con mồi từ từ đến gần, nhưng vừa đến cửa thì hắn đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Điều này khiến Kyung Min lại thu tay lại, thế là kế hoạch lại thất bại lần nữa. Trong lúc nói chuyện anh biết được hôm nay vợ và con gái của hắn đã về nhà mẹ đẻ, do đó anh liền nói rằng gần đây mình và vợ cãi nhau, nên không muốn về nhà mà muốn đến nhà hắn uống vài ly, đối diện với yêu cầu của ông chủ của mình. Người đàn ông cũng không thể nào từ chối nên đã kính cẩn mời anh về nhà mình, Kyung Min rót cho hắn một ly rượu. Hai người ngồi đàm đạo với nhau, nhưng hắn lại không hiểu Kyung đang nói gì, mà không biết rằng đây chính là ám hiệu về cái chết của mình. Tiếp đó Kyung Min đến nhà vệ sinh và bắt đầu đấu tranh tư tưởng ở đó. Rốt cuộc là giết hay là không, trong lúc tự lẩm bẩm một mình. Anh nhớ lại khuôn mặt của tên trùm trường mà khoảng thời gian anh như sống trong địa ngục đó. Lại là hồi ức đẹp đối với hắn ta, sau đó anh nắm chặt con dao.
đôi mắt cũng trở nên rực lửa như muốn nuốt sống con người, mà tên đại ca kia lúc này thì đang uống thả ga mà không hề chú ý nguy hiểm đang đến gần. Lúc này TV đưa tin về vụ tự sát của cặp vợ chồng, mà trong đó ông chủ của công ty không phải đang cùng mình uống rượu sao? Sau khi từ từ tỉnh táo lại, vẫn chưa đợi hắn nghe rõ đầu đuôi sự việc, thì Ki Ung Min trực tiếp cầm chai rượu đập nát bét TV tại chỗ. Tiếp đó anh cũng không vòng vo nữa mà trực tiếp nói thẳng ra tên của mình. Còn tên trùm trường béo sau khi nghe thấy cái tên này thì có chút kinh ngạc, thì ra hắn đã sớm quên người bạn cùng lớp đã từng bị mình bắt nạt này rồi. Nhưng chớ trêu thay là việc làm đó của hắn đã mang đến sự dày vò và đau đớn cho Ki Ung Min không biết bao đêm liền, còn hắn thì lại có thể quên đi một cách bình thản như vậy. Điều đó khiến Ki Ung Min lại càng sôi sục hơn, anh trực tiếp hét thẳng vào mặt hắn nổ luôn bố mày chính là Ki Ung Min hồi cấp 3 đây. Đồng thời còn nói ra những uất ức mà bản thân từng phải gánh chịu, nghe thấy những lời của Ki Ung Min. Hắn cũng đã dần dần nhớ lại mọi chuyện mà không dám tin vào những chuyện mình đã làm, nhưng lúc này hắn đã bị ngấm thuốc mê mà Ki Ung Min đã chuẩn bị từ trước. Khi nghe thấy Ki Ung Min nói tao đã cố tình tiếp cận mày để giết người bịt miệng, tên trùm trường quyết định ra tay trước. Hắn ném ly về phía anh, rồi hùng hổ xông đến vật lộn với anh. Dao và ống tiêm trên tay Ki Ung Min đều bị hắn ta đánh rơi, thấy bản thân yếu thế. Ki Ung Min liền vồ lấy cây gậy đánh gôn đánh hắn. Còn tên trùm trường kia thì nhắm lấy cơ hội xô anh về phía cửa kính. Cú va chạm cực mạnh này khiến Ki Ung Min gục xuống đất, lúc này anh trực tiếp giơ chân đạp ngã tên trùm trường, khiến hắn ôm chặt đầu không ngừng chửi rủa Ki Ung Min. Nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn, hắn liền cầm lên chuẩn bị kết liễu Ki Ung Min, nhưng anh đã ra sức chống cự lại, và lúc nguy cấp thì thuốc mê phát tác kịp thời cứu anh một mạng. Đợi khi hắn tỉnh lại lần nữa thì đã bị lột sạch quần áo và dính chặt lên tường bằng keo 502, trên cổ còn đeo một sợi dây xích nữa. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía Ki Ung Min van xin anh tha mạng, còn nói rằng thời cấp 3 làm như vậy chỉ là trò đùa giữa bạn bè với nhau thôi, nhưng lại không biết rằng câu này của hắn càng khiến Ki Ung Min tức điên lên. Trong mắt hắn có thể là trò đùa, nhưng trong mắt Ki Ung Min thì vĩnh viễn là cơn ác mộng không bao giờ tiêu tan. Tiếp đó Ki Ung Min không hề do dự mà xoẹt một đường trên đùi của tên đại ca, hắn ta đau đớn hét giống lên. Thế là Ki Ung Min tốt bụng còn giúp anh ta gọi cảnh sát, lúc này tên trùm trường mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn liều mạng xin lỗi Ki Ung Min nhưng hắn đã không còn cơ hội nữa rồi. Ki Ung Min bình tĩnh ngồi trước mặt hắn, nói rằng nếu hắn có thể bò đến chỗ mình thì tao sẽ tha cho mày. Tên trùm cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đó. Vì bị dính bằng keo 502 nên phần da đã bị lột ra đến chảy máu, nhưng Ki Ung Min lúc này không hề có ý định sẽ tha cho hắn. Anh cầm dao lên trực tiếp đi đến trước mắt hắn, rồi với vài nhát dao đã cắt đứt tĩnh mạch của tên trùm. Cuối cùng hai người từ từ nhìn xuống dưới, nhớ lại chuyện sỉ nhục nhất mà tên đại ca đã từng làm với mình, hắn ta dường như cũng hiểu anh đang muốn làm gì nên không ngừng lắc đầu trong tuyệt vọng. Nghĩ lại chuyện sỉ nhục nhất mà hắn ta từng làm với mình, ăn bạt tai bị bắt nạt hết lần này đến lần khác, Ki Ung Min không muốn lùi bước nữa mà trực tiếp cho hắn về chầu Diêm Vương luôn. Sau đó anh liền xé bức ảnh cả gia đình hạnh phúc của hắn ta xuống, cuộn nó lại nhúng vào máu người đàn ông, viết lại lời nhắn trên tường cho Trung Sốc, rồi ném quả bóng chày xuống và quay người rời đi. Mà Chin A và Trung Sốc lúc này vẫn còn đang cùng nhau ăn tối, bàn bạc về manh mối của vụ án. Chin A hỏi Trung Sốc khi họ học lớp 11 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành tại sao lại đột nhiên chia tay, còn Trung Sốc thì lại không muốn nhắc đến. Lúc này điện thoại của Chin A đột nhiên reo lên, sau khi biết tin hai người lập tức đến hiện trường xảy ra vụ án thì đã nhìn thấy tên trùm trường chết một cách thê thảm. Đã vậy người bạn thân lâu ngày không gặp còn để lại lời nhắn mời anh tham gia vào việc báo thù cùng mình nữa. Lúc này Trung Sốc mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Anh cảnh sát bên cạnh không quen biết Trung Sốc và nguyên nhân của sự việc thì còn đang đoán rằng cái tên mà hung thủ để lại rất có thể là đồng phạm. Và quả bóng chày lạc lõng trên mặt đất chỉ có Trung Sốc hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của tên trùm trường sau khi hẹo, trong lòng Trung Sốc lúc này vô cùng sợ hãi, sau đó anh lại trực tiếp cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn nên phải vội vàng chạy khỏi hiện trường. Đợi đến khi Chin A ra ngoài tìm anh thì đã không thấy người đâu nữa rồi, còn Trung Sốc lúc này thì đã chạy đến quán bar, mượn rượu giải sầu nhưng lại bất giác nhớ lại tình cảnh lúc đó, Ki Ung Min bị bắt nạt đang bò dưới đất. Bản thân muốn đến giúp nhưng lại bị bạn học bên cạnh khống chế, nếu cậu ra mặt thì người tiếp theo sẽ là cậu đấy. Nhưng đến khi thầy giáo đi vào, hơn nữa còn chọn tên công tử con nhà giàu thường xuyên bắt nạt Ki Ung Min làm lớp trưởng, chỉ vì thành tích học tập của hắn ta tốt, hơn nữa gia cảnh cũng vô cùng khủng. Đợi sau khi thầy giáo đi họ lại bắt đầu sỉ nhục Ki Ung Min một lần nữa, tên nhà giàu lấy anh ra để đe dọa cả lớp. Mục đích chính là để tạo dựng uy tín của mình, mà việc làm này của hắn ta cũng bị Trung Sốc ghim chặt. Nhưng vì còn quá non nên cậu cũng không dám ra mặt, mãi cho đến khi đám người bắt nạt đó đi khỏi, cậu mới đỡ Ki Ung Min đang bò dưới đất dậy. Sau khi tan học, thấy đám bạn học bên cạnh không ngừng cười nhạo Ki Ung Min, Trung Sốc liền bảo cậu hãy kể chuyện này cho phụ huynh và giáo viên. Nhưng cách này Ki Ung Min đã thử từ lớp 10 rồi, và đối với những người nhỏ bé như cậu thì căn bản chẳng có ích gì. Tối đó Trung Sốc nằm trên giường mà không tài nào ngủ được, cậu nghĩ lại những điều Ki Ung Min đã nói. Đừng tiết lộ mặt yếu đuối của mình, nếu không sớm muộn cũng có ngày bị đám người trùm trường đó nắm được. Trung Sốc không tin loại người thích bắt nạt người khác này không có ai trị được, và cậu cũng không bao giờ muốn sống một cách yếu đuối như Ki Ung Min, vì vậy đêm đó cậu chạy ra ngoài.
đến trước hộp thư tố cáo của trường, sau đó dứt khoát để bức thư tố cáo tên công tử nhà giàu kia vào đó. Nhưng điều khiến cậu hối hận chính là vì bức thư tố cáo đó mới khiến cho cậu và Kyung Min rơi vào trong bóng tối mà không thấy đường ra. Quay trở lại thời điểm hiện tại, đêm đó vì uống quá nhiều mà Trung Sốc đã gặp ác mộng. Anh mơ thấy Kyung Min mời mình cùng đi trừng trị đám bắt nạt, trong giấc mơ anh bị rất nhiều người bóp chặt cổ. Anh cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở rồi, sau khi tỉnh lại từ trong giấc mơ. Anh bê chai nước lên uống cạn rồi từ từ bình tĩnh lại, tiếp đó anh liền gọi điện cho Chin A để hỏi về cuộc điều tra tiếp theo. Chin A khuyên anh không nên tham gia vào, nhưng Trung Sốc vẫn muốn tham gia và tiết lộ rằng Kyung Min đã từng bị bạo lực học đường nghiêm trọng. Và người đàn ông đã hẹo chính là một trong những thủ phạm. Nghe thấy vậy Chin A lựa chọn tin tưởng anh. Hai người cùng nhau đến viện nghiên cứu để điều tra, mà lúc này nhân viên trong cục cảnh sát cũng đã điều tra ra thông tin về cái tên mà hung thủ đã để lại ở hiện trường. Một anh cảnh sát vừa nhìn đã nhận ra cái tên đó chính là người đi cùng Chin A. Thế là cả nhóm người lập tức xuất phát đi bắt Trung Sốc. Còn ở bên này từ các pháp y họ đã biết được hung thủ Kyung Min đã cố tình cắt tĩnh mạch của nạn nhân. Sau đó từ từ nhìn hắn mất máu quá nhiều mà hẹo, cuối cùng thì dùng một dao trực tiếp cắt phăng bộ ấm chén của hắn. Điều này đủ để chứng minh chỉ có hận hắn đến tận xương tủy mới có thể làm ra được chuyện này. Sau khi ra khỏi viện nghiên cứu, hai người vừa chuẩn bị lái xe đi thì lại bị cảnh sát ngăn lại vì cái tên Trung Sốc đã xuất hiện hai lần ở hiện trường xảy ra vụ án. Nên anh đã bị cảnh sát bắt về đồn để tiến hành điều tra, ngồi trong phòng thẩm vấn. Trung Sốc nhớ lại có lẽ là chỉ có mình mới biết tại sao Kyung Min lại bảo mình cùng tham gia vào chuyện này. Thì ra từ sau khi anh lén bỏ bức thư tố cáo vào thùng, hôm sau chủ nhiệm lớp đã gọi tên công tử nhà giàu đến văn phòng, cứ tưởng rằng hắn sẽ bị trừng phạt và khiển trách một trận. Nhưng không ngờ được là thầy giáo lại gọi hắn đến để tuyên dương, rồi lại còn trực tiếp cố tình để Kang Min nhìn thấy thư tố cáo. Đã vậy còn nói với hắn rằng, chỉ cần có gia cảnh và thành tích học tập tốt thì cho dù có đại tiện trong lớp người khác cũng chỉ có thể khen ngợi em. Tiếp đó khi nhìn thấy nội dung thư toàn nói về việc mình bắt nạt bạn cùng lớp, không xứng làm lớp trưởng, Kang Min liền nhếch mép cười. Sau đó thầy chủ nhiệm đi vào lớp, cố tình bảo Kang Min ra ngoài, rồi bảo cả lớp nhắm chặt mắt lại và nói rằng ai bất mãn với việc Kang Min làm lớp trưởng có thể giơ tay. Cả lớp không hề có động tĩnh, chỉ có Trung Sốc giơ tay không chút do dự. Còn Kang Min lúc này thì đang đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả. Chính lúc Trung Sốc cảm thấy trong lời nói của chủ nhiệm có gì đó sai sai thì giọng nói lại càng lúc càng gần mình. Cậu vội vàng mở mắt ra thì nhìn thấy thầy chủ nhiệm đang nhìn mình bằng ánh mắt uy hiếp. Khi cậu ngoảnh đầu ra nhìn thì người anh em tốt của mình bị bắt nạt vẫn ngồi yên bất động. Kết thúc chuyện này, thầy chủ nhiệm liền lên tiếng nói rằng lớp trưởng là nhân vật cốt lõi trong lớp. Học sinh trong lớp phải đoàn kết ủng hộ lớp trưởng, không thể xuất hiện người cản trở nào hết. Sau khi cảnh cáo mọi người trong lớp xong, thầy liền ra khỏi lớp học, nhìn thấy mọi người đều thờ ơ. Thậm chí người bạn thân thường xuyên bị bắt nạt cũng không có phản ứng gì, Trung Sốc lại càng tức giận về sự nhu nhược của họ. Sau khi tan học, cậu chất vấn Kyung Min tại sao lại không chọn giơ tay nói với thầy. Lúc này Kyung Min mới biết người tố cáo chính là Trung Sốc. Nhưng không phải cậu không muốn nói với giáo viên và phụ huynh, mà là đã thử nói từ lâu rồi nhưng căn bản là không được gì. Cuối cùng cậu vẫn khuyên Trung Sốc hãy biết điều một chút, đừng rước thêm phiền phức cho hai người nữa. Trung Sốc tức giận nói rằng sau này mình sẽ không lo chuyện của Kyung Min nữa, nhưng trên đường về cậu lại vô tình gặp mẹ của Kyung Min. Thực ra là bà biết hết tất cả, bà rất cảm ơn Trung Sốc đã chơi với Kyung Min nhà mình. Vì ngoại trừ cậu ra thì không có ai muốn làm bạn với Kyung Min hết, nghe thấy lời này của bà. Trung Sốc lại lần nữa yếu lòng mà chọn cách tha thứ cho Kyung Min. Hôm sau khi đến trường, Trung Sốc bị người ít nói nhất lớp chặn lại và nói với cậu những lời vô cùng kỳ lạ. Cậu làm như vậy không thể cứu được bạn mình đâu, vì ngay từ ban đầu họ đã không cùng đẳng cấp với Kang Min rồi. Đám người bắt nạt như Kang Min là chó, còn nạn nhân như họ thì chỉ là những con lợn bị người ta giết thịt. Nói xong cậu ta liền cười phá lên rồi chơi bóng một mình, còn Trung Sốc thì hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nói gì. Đợi khi cậu trở về lớp thì lại là cảnh đám người Kang Min bắt nạt Kyung Min, thậm chí đến cả mấy bạn cùng lớp cũng bắt đầu đứng canh cửa cho chúng. Kang Min chất vấn Kyung Min là ai đã viết thư tố cáo, nhưng Kyung Min lại không muốn bán đứng bạn thân mình. Thấy Kang Min bắt đầu nghi ngờ Trung Sốc, Kyung Min trực tiếp gánh hết chuyện này lên người mình. Thế là hắn ta lại càng điên hơn mà ra sức bắt nạt cậu dã man. Hắn bảo Kyung Min vắt chéo hai tay lên cổ để biểu diễn trò tự soát, sau đó càng lúc càng dùng lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thực sự sẽ chết mất. Thấy Kyung Min đã bắt đầu khó thở, mắt trở nên trắng dã và sắp nghẹt thở, Trung Sốc đứng bên cạnh lúc này nắm chặt nắm đấm lại và cuối cùng đã điên lên. Cậu muốn ngăn lũ khốn này lại, Trung Sốc muốn ra mặt thì trực tiếp lại bị tên đại ca trưởng lôi lại. Tiếp đó một đám người kéo lên sân thượng để xem màn đọ sức giữa tên trùm trường và Trung Sốc. Vừa mới bắt đầu Trung Sốc yếu ớt bị tên đại ca trường đánh đến mức không trả đòn lại được. Mà đám bạn học ở bên cạnh không có ai ra tay giúp đỡ, tất cả đều đứng bên cạnh để xem náo nhiệt. Tên đại ca trường sút vào người Trung Sốc từng phát một, cậu cũng nắm chuẩn thời cơ trực tiếp vật hắn ta xuống rồi ra đòn phản kích. Nhưng hắn vẫn thoát ra được, cứ tưởng thế trận đã được định sẵn, nhưng vào lúc nguy cấp cậu đã phun đầy máu lên mặt hắn rồi nhân lúc đó xoay chuyển tình thế. Trung Sốc ngồi lên người tên trùm trường rồi tẩn cho hắn một trận, mãi cho đến khi hắn ta không chịu nổi nữa mà nhận thua thì cậu mới chịu dừng lại. Thế là điều này cũng khiến cho tên Kang Min ngồi bên cạnh theo dõi cuộc chiến nhìn Trung Sốc với ánh mắt ngưỡng mộ.
nên hắn không đến rước phiền phức nữa mà trực tiếp rời khỏi đó. Tất cả đám bạn học không ngờ được là một trung sốc yếu đuối như vậy lại có thể đánh bại được một tên trùm trường. Do đó đã có cái nhìn mới về cậu, quay về với hiện thực. Trung sốc trong phòng thẩm vấn đang tiếp nhận điều tra từ phía cảnh sát. Anh cảnh sát tóc xoăn phụ trách vụ án này vô cùng nghi ngờ trung sốc và bảo anh hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng trung sốc lại nói rằng mình sẽ đích thân bắt được Kyung Min. Anh biết cậu ấy sẽ không dừng lại ở đây, nếu không kịp thời tìm ra Kyung Min vậy thì có thể sẽ có thêm một nạn nhân tiếp theo. Tuy nhiên anh cảnh sát tóc xoăn này lại không tin anh, còn lúc này nghe tin đồng đội của mình bị bắt. Cả đội điều tra ở Seoul đã tức giận xông thẳng vào phòng thẩm vấn yêu cầu họ thả người. Chính vào lúc nguy cấp, Jin A đã nhận được một cuộc gọi. Thì ra là bên pháp y gọi tới, họ nói rằng đã tính toán ra được thời gian tử vong của nạn nhân. Đó chính là trong khoảng 10 giờ đến 11 giờ tối mà lúc đó Trung Sốc đang ở cùng với Jin A. Do đó bằng chứng ngoại phạm này đã chứng minh anh không thể là hung thủ và cảnh sát đã tạm thời xóa bỏ nghi ngờ về Trung Sốc mà thả anh ra ngoài. Đồng thời lúc này Kyung Min đúng như những gì Trung Sốc dự tính, sau khi hồi phục anh đang chuẩn bị cho lần hành động tiếp theo. Anh xuống xe đốt hết tất cả những bộ đồ dính máu mà mình mặc trong lúc gây án, sau đó lái xe đến một con hẻm vắng. Mà ông chú phụ trách công ty ở đây cũng đã đợi anh từ lâu rồi, hai người cùng bước vào tầng hầm tối tăm. Mà màn hình lớn ở đây đều là camera giám sát, thì ra đây mới chính là căn cứ bí mật của Kyung Min. Người đàn ông hỏi han vết thương của Kyung Min và đã chuẩn bị sẵn quần áo cho anh để anh có thể che giấu danh tính và tránh được camera giám sát. Tiếp đó ông chú liền báo cáo với Kyung Min rằng mình đã đặt từng chiếc xe vào vị trí được chỉ định theo kế hoạch để đề phòng bất trắc. Ông cũng lấy chìa khóa của tất cả những chiếc xe thuộc sở hữu của công ty anh và còn cẩn thận ghi lại vị trí của từng chiếc xe để Kyung Min có thể dễ dàng điều động. Sau đó anh lấy ra một chai chất phản quang từ trong túi, anh không biết cái này có tác dụng gì. Ông chú nói rằng để anh phun lên xe, như vậy có thể cho phép thân xe phản xạ ánh sáng. Cản trở hoạt động của camera giám sát, Kyung Min vô cùng tò mò không biết ông chú đào được cái thứ này ở đâu ra. Nhưng ông chỉ cười mà nói rằng mình nhặt được trên đường, lý do ông làm những chuyện này để giúp Kyung Min. Là vì trước đây anh đã từng có ơn với ông, nếu ban đầu không phải Kyung Min đưa họ thoát khỏi khó khăn thì có thể ông đã chết vì tuyệt vọng rồi. Do đó bây giờ ông mới hạ quyết tâm có chết cũng phải báo đáp anh, hơn nữa thuộc hạ trung thành như ông chú còn có rất nhiều người. Tiếp đó Kyung Min lấy ra một số tiền lớn đưa cho ông chú và bảo ông hãy phát cho thuộc hạ của mình, sau đó anh liền thay quần áo và xe mới tiếp tục kế hoạch trả thù. Trong khi đó Jin A đã bị đình chỉ công tác chỉ vì cô tự ý điều tra vụ án. Nhưng vì có thể điều tra rõ chân tướng sự việc, cô đã cùng Trung Sốc chuyển đến sở cảnh sát ở Seoul. Theo những gì họ biết thì năm đó trong lớp Kyung Min có 32 bạn, trong đó một tên đại ca chuyên bắt nạt anh đã hẹo. Ngoài ra còn có rất nhiều người năm đó đã tham gia hoặc là hỗ trợ với đám người Kang Min, do đó họ đều có khả năng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Kyung Min. Vì thế mà tất cả người trong sở cảnh sát đều ra tay hành động, bắt đầu điều tra từng người bạn học cũ của Kyung Min và hỏi xem họ có gặp chuyện gì kỳ lạ không, nhưng cuộc sống của họ đều rất bình thường. Đến khi nhắc đến cái tên Kyung Min thì kỳ lạ là tất cả mọi người đều không muốn nhắc đến, thậm chí còn nói rằng đã không còn nhớ người này nữa rồi. Giống như đang cố tình né tránh câu hỏi này vậy, cuối cùng chỉ còn lại lớp trưởng Kang Min. Mà lần này Trung Sốc muốn đối mặt với tên cặn bã này, còn hắn ta thì sau khi lớn lên, nhờ vào quan hệ của gia đình mà đã trở thành bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện, bề ngoài thấy hắn ta có vẻ dịu dàng nho nhã nhưng thực chất thì không hề thay đổi chút nào. Đợi khi Trung Sốc đến tìm hắn thì hắn đã hoàn toàn không nhận ra bạn học cũ trước mặt này nữa rồi, mãi cho đến khi Trung Sốc lấy căn cước ra thì hắn mới giả vờ ra vẻ làm thân với anh. Nhưng Trung Sốc đã sớm nhìn rõ bản chất của hắn vì không muốn thấy vẻ mặt buồn nôn đó của hắn. Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, anh hỏi hắn rằng gần đây có gặp chuyện gì lạ không? Nếu gặp Kyung Min thì phải lập tức báo cảnh sát ngay, nhưng Kang Min không những không cảm ơn anh mà ngược lại còn bắt đầu ra vẻ. Đối với những chuyện trước đây đã làm hắn không hề cảm thấy áy náy, mà ngược lại còn vui mừng nói rằng mấy người đã đem lại niềm vui cho mình trong khoảng thời gian đó. Thậm chí còn sỉ nhục Trung Sốc năm đó không phải nhà anh rất nghèo, phải bán cá để kiếm sống sao. Chẳng trách đến giờ mà vẫn có thể ngửi được mùi tanh trên người cậu, nghe đến đây anh đã điên lắm rồi. Nhưng thân là cảnh sát nên cuối cùng anh vẫn nuốt cục tức này xuống và khuyên Kang Min tốt nhất nên biết điều một chút, đừng hành động một mình. Sau đó liền quay người rời khỏi đó, là một cảnh sát. Nên đối với anh mà nói phải nhanh chóng tìm ra Kyung Min, nhưng khi nhìn thấy tên Kang Min có chết vẫn không thay đổi. Trong lòng anh ước gì Kyung Min hãy mau kết liễu hắn, và trong khi họ đang dốc toàn lực điều tra những học sinh năm đó, thì lại không biết rằng Kyung Min lúc này không hề tìm bất cứ bạn học nào bắt nạt mình lúc đó, mà lại tìm đến thầy chủ nhiệm đã bao che cho đám xấu xa đó trước. Bây giờ thầy chủ nhiệm đã trở thành hiệu trưởng, sau khi tan làm ông chuẩn bị lái xe về nhà nhưng chiếc xe phía sau cứ hú còi inh ỏi và bật đèn pha cao để nháy ông. Vì không thể nhịn được nữa nên ông bắt đầu chửi rủa, nhưng không ngờ được là chiếc xe đằng sau trực tiếp vượt qua. Rồi dừng lại trước mặt ông, lão ta điên lên xuống xe chuẩn bị thuyết giảng người tài xế đó một trận. Nhưng bất luận ông có nói những lời khó nghe thế nào thì người đàn ông cũng không thèm để ý mà chỉ lạnh lùng ngồi trong xe. Mãi cho đến khi lão ta chuẩn bị quay lại xe của mình thì người đàn ông mới từ từ bước xuống. Cứ tưởng rằng anh ta muốn xin lỗi mình, nhưng không ngờ được là anh ta lại trực tiếp rút ra một con dao.
Thầy chủ nhiệm thấy thế sợ cục pha lập tức phóng xe bỏ chạy, cứ tưởng rằng mình đã gặp kẻ điên nào, mà không biết rằng người đàn ông đó chính là học sinh 20 năm trước của mình. Đợi đến ngày hôm sau, khi ông ta bước ra từ tòa văn phòng ở trường thì lại phát hiện ra người đàn ông hôm qua đang lén lén lút lút trước xe mình. Sau khi nghe thấy tiếng của ông, anh ta liền vội vàng rời khỏi, còn thầy chủ nhiệm vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang đến gần thì liền chất vấn anh tại sao lại đứng trước xe mình. Nhưng khi thấy con dao trên tay Kyung Min, ông ta lại hú hồn chim én. Mãi cho đến khi đến trước xe mình, ông mới nhìn thấy con xế yêu bị khắc mấy chữ lên đó. Thầy chủ nhiệm vừa tức vừa hoảng, ông vừa chửi vừa lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Còn phía bên này, Chin A đang điều tra cũng phát hiện ra, trước khi chết, người cuối cùng mà tên trùm trường kia gọi điện chính là thầy chủ nhiệm trước đây. Do đó cô vội vàng đến trường tìm ông, mà lúc này ông đang trốn trong phòng làm việc. Sợ đến mức không dám ra ngoài, nhìn thấy cảnh sát Chin A đến, ông còn tưởng là cô đến để điều tra kẻ điên đang theo dõi mình, nghe thấy chuyện thầy chủ nhiệm gặp phải. Chin A lập tức lấy bức ảnh của Kyung Min ra hỏi ông có phải người này không. Sau khi có được câu trả lời khẳng định của thầy chủ nhiệm, cô lập tức ra ngoài chuẩn bị gọi cứu viện. Lúc này trong hành lang tối om, đột nhiên xuất hiện một người với con dao trong tay đang xông tới phía cô. Chin A giương súng lên chĩa thẳng vào anh, nhưng người đó lại không tỏ ra sợ hãi mà trực tiếp xông đến. Đến khi Chin A nổ súng bắn người đàn ông thì anh ta mới dừng bước chân lại, hên là phát súng vừa rồi không có đạn. Nếu không thì có lẽ giờ này trên đất đã có thêm một thi thể rồi. Lúc này thầy chủ nhiệm đột nhiên mở cửa đã thu hút sự chú ý của Chin A. Thế là người đàn ông nhân lúc đó chuồn lẹ, sau khi đuổi ra ngoài cô cũng lập tức gọi cứu viện. Sau đó hai người lái xe biểu diễn một màn quá nhanh quá nguy hiểm trên đường. Còn Trung Sốc ở bên này cũng theo manh mối mà đồng nghiệp cung cấp biết được. Kyung Min đã trả một khoản tiền lớn cho thuộc hạ của mình sau khi giết được tên trùm trường kia, mà đám người này đều là những người có tiền án tiền sử lạm dụng mai tuế, thậm chí còn có người đã từng bị họ bắt giữ. Theo định vị, Trung Sốc đã tìm được hang ổ của họ, tiếp đó một mình anh chế ngự hai người. Ở đây anh không chỉ moi ra được họ chính là người đã cung cấp thuốc mê cho Kyung Min, mà còn phát hiện ra một bí mật lớn hơn. Đó chính là một năm trước Kyung Min đã bắt đầu ra tay với Kang Min, anh cho những con buôn thuốc phịnh một khoản tiền lớn, để họ tìm cơ hội biến Kang Min thành con nghiện. Mà cách trả thù này đối với người coi trọng danh tiếng hơn mạng sống như Kang Min mà nói, đây chắc chắn là đòn đau nhất. Sau khi biết được chân tướng, Trung Sốc biết chắc Kang Min đang gặp nguy hiểm. Nhưng trước khi nói với hắn ta, anh lại có chút do dự. Thì ra khi học cấp 3, cứ tưởng rằng đã đánh thắng tên trùm trường béo thì đám người này sẽ không rước thêm phiền phức cho hai người nữa. Nhưng không ngờ được là lại đổi lấy sự báo thù lớn hơn của Kang Min. Hắn cố tình bôi keo 502 lên đầy ghế của hai người. Đợi sau khi hai người bị dính không thể di chuyển thì Kang Min trực tiếp đá văng Trung Sốc ngã xuống đất. Rồi hắn đá Trung Sốc côm cốp như bố đá con. Nhưng bây giờ đã 20 năm trôi qua, anh cũng đã trở thành cảnh sát. Ý thức về sứ mệnh khiến anh không thể ngồi yên thờ ơ được nữa, nên đã quyết định gọi cho Kang Min. Lúc này Kang Min đang xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm chuẩn bị về nhà, nhưng lại phát hiện ra lốp xe của mình đã bị ai đó chọc thủng. Tiếp đó hắn chuẩn bị bắt xe về nhà thì lại nhận được điện thoại của Trung Sốc. Trung Sốc có lòng tốt nhắc nhở hắn ta đang gặp nguy hiểm, bảo hắn mau chóng trốn vào sở cảnh sát gần nhất. Nhưng tên Kang Min kiêu ngạo lại không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà còn quay lại sỉ nhục Trung Sốc. Trung Sốc cũng không ưa hắn nên trực tiếp nói ra chuyện hắn hút mai tuế và nghiêm túc cảnh cáo hắn, nếu không nghe lời nữa thì mình chỉ có thể nhặt xác cho hắn thôi. Nghe đến đây, Kang Min cũng không dám kiêu ngạo nữa mà liền bắt taxi đến đồn cảnh sát. Còn Trung Sốc vì sợ Kang Min sẽ xảy ra chuyện nên đã chuẩn bị lần theo định vị đuổi theo hắn, nhưng lại nhận được điện thoại của Chin A. Cô nói rằng mình đã tìm được Kyung Min đang chuẩn bị mưu sát thầy chủ nhiệm và đang dẫn cảnh sát đuổi theo anh ta. Sau một hồi truy đuổi, cuối cùng họ đã ép chiếc xe đó dừng lại. Đợi đến khi người đàn ông bước xuống xe, Chin A đi tới kiểm tra thì phát hiện ra người này không phải là Kyung Min. Lúc này cô mới ý thức được mình đã bị lừa. Còn Kang Min đang chuẩn bị đến đồn cảnh sát lúc này, vừa hay ngồi trên taxi đi qua và nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Hắn nói với người tài xế tuyến đường này không phải đến đồn cảnh sát, nhưng không ngờ được là người tài xế lại trực tiếp nói rằng nếu bây giờ đến đồn cảnh sát thì tất cả người trên thế giới này đều sẽ biết hắn là con nghị, cũng như danh tiếng mà hắn quan tâm cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thì ra vừa rồi người tài xế lái xe đón hắn chính là Kyung Min, nhưng Kang Min lại không hề nhận ra anh. Mãi cho đến khi Kyung Min mở miệng gọi hắn là lớp trưởng thì hắn mới nhớ lại ký ức thời cấp 3, khi hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thì Kyung Min lại đột nhiên tăng tốc, Kang Min lại dùng ngữ khí ra lệnh bảo anh dừng lại. Khi thấy anh không làm theo, hắn quyết định tấn công trước. Hắn trực tiếp rút thắt lưng của mình ra rồi siết chặt cổ của Kyung Min. Anh điên cuồng vùng vẫy rồi trực tiếp đâm vào tay Kang Min. Lúc này bên cạnh cũng liên tục vang lên tiếng còi báo động. Kyung Min không hề hoảng loạn mà lấy video Kang Min hút mai tuế ra và nói với hắn nếu không làm theo những gì mình nói, vậy thì sau 8 tiếng tao sẽ cho người công bố đoạn video này lên. Đến lúc đó cả thế giới đều sẽ biết mày chính là một con nghị. Điều này khiến một người luôn để ý đến danh tiếng như Kang Min đứng hình tại chỗ và không dám manh động mà chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi. Tiếp đó Kyung Min xuống xe và đứng giữa đường. Còn Trung Sốc lúc này cũng đang vội vàng lái xe đến đó. Anh nhìn thấy Kyung Min đang đứng trên đường, nhưng khi anh xuống xe thì Kyung Min lại đột nhiên chuồn lẹ. Anh đuổi theo Kyung Min đến một bãi đỗ xe, mà đúng lúc này anh lại nhận được điện thoại của Kyung Min. Anh ta hỏi anh sống có tốt không.
và nói rằng Trung Sốc là một người sinh ra để làm cảnh sát, cũng chính là người bạn chân thành duy nhất của mình trên thế giới này. Trung Sốc vừa tìm vừa an ủi Kyung Min đừng tiếp tục làm như vậy nữa, nếu cứ như vậy thì cả đời này cậu sẽ bị mọi người coi là quái vật. Nhưng lúc này Kyung Min đã sớm không còn đường lui nữa rồi, anh bảo Trung Sốc cũng phải tham gia vào kế hoạch này với họ. Câu nói này khiến Trung Sốc đứng hình, lẽ nào anh ấy vẫn còn có đồng bọn? Tiếp đó Kyung Min hỏi anh lẽ nào cậu đã quên Chun rồi sao? Câu nói này trực tiếp khiến Trung Sốc đứng hình tại chỗ, mà lúc này Kyung Min lại đi từ trong bóng tối ra. Hai con người vốn từng là bạn thân, giờ lại trở thành kẻ sát nhân và cảnh sát. Trung Sốc không dám nghĩ đến chuyện trước đây, anh giơ súng nhắm thẳng về phía Kyung Min, bảo anh giơ hai tay lên chịu trói. Lúc này Kyung Min lại chỉ tay về phía sau anh và kích động nói rằng Chun đang đứng đó nhìn cậu đấy. Trung Sốc bị dọa đến mức toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng phía sau anh lại chẳng có ai, còn Kyung Min thì đã biến mất từ bao giờ. Anh cầm khẩu súng lên từ từ tìm kiếm trong màn đêm, nhưng vì không tập trung nên đã bị Kyung Min đánh lén và ngất ngay tại chỗ. Đợi khi anh tỉnh lại lần nữa thì Kyung Min đã biến mất. Đã vậy còn đem theo súng của anh đi nữa, Trung Sốc lập tức trích xuất camera ở gần đó. Đợi đến khi về đồn anh mở ra xem và chắc chắn là Kyung Min đã lấy súng của mình đi. Ngoài ra trong túi anh lại có thêm một bức ảnh. Và người trong bức ảnh lại chính là Kyung Min và Trung Sốc cùng một cậu bé tên Chun đứng giữa nữa. Nhìn thấy bức ảnh, Trung Sốc bắt đầu hoảng loạn. Anh dường như nhìn thấy Chun thực sự đã quay về, nhưng chính vào lúc này Chin A lại xông vào. Cắt ngang dòng tưởng tượng của anh lập tức giấu bức ảnh vào trong túi, rồi quay người lau mồ hôi còn sót lại trên trán. Lần này Chin A đến đây để hỏi tội anh. Cô nói rằng chắc là Trung Sốc đã sớm biết mục đích của Kyung Min chính là Kang Min, nhưng tại sao vẫn còn bảo họ đi điều tra những bạn học khác. Hơn nữa trước đây trong khi điều tra, bản thân cô đã phát hiện ra họ đã chuyển trường vào cùng một năm. Rốt cuộc đến năm lớp 11 hai người đã xảy ra chuyện gì, thấy chuyện này không thể giấu được nữa. Trung Sốc liền nói với cô về cuộc sống thời cấp 3 của mình, cũng chính là đối tượng bị bắt nạt. Bị đánh lên bờ xuống ruộng khiến Trung Sốc không nhịn được nữa mà cố gắng thoát khỏi lớp keo 502 trên ghế và bắt đầu phản kích. Cậu ấn tên Kang Min xuống đất rồi cắn hắn, nhưng lại bị một đám đệ của hắn đứng sau tẩn cho một trận. Cuối cùng thầy chủ nhiệm đã xuất hiện và kịp thời ngăn cuộc ẩu đả đó lại, nhưng ông ta lại không hề trách tội và xử phạt hai người, mà lại nói về hoạt động của giáo viên kéo dài một ngày, mà mục đích của hoạt động này chính là để họ tìm hiểu về những nghề nghiệp khác nhau, giúp họ sau này tìm được công việc phù hợp với mình. Tiếp đó người đầu tiên được mời lên sân khấu chính là bố của Kang Min. Dưới sự tâng bốc của thầy chủ nhiệm, cả lớp không ngừng vỗ tay reo hò. Sau đó bố Kang Min đi lên bục giảng tự giới thiệu bản thân đang điều hành một bệnh viện và cũng chính là một bác sĩ. Ông ta không nói nhảm nhiều mà trực tiếp lấy ra một sấp vé công viên giải trí đưa cho các bạn trong lớp. Điều này lập tức nhận được những lời khen của tất cả học sinh, đồng thời cũng khiến cho Kang Min càng nhận được nhiều sự ủng hộ trong lớp. Nhưng âm mưu của thầy chủ nhiệm không chỉ có vậy, tiếp đó lão ta còn mời mẹ của Trung Sốc đến. Nhưng mẹ Trung Sốc lại không hề biết trước là có hoạt động, nên đợi khi thầy chủ nhiệm muốn giới thiệu công việc của bà thì bà liền vội vàng từ chối. Bà nói rằng mình không có văn hóa mà chỉ là một người bán cá ngoài chợ thôi nên không có gì có thể chia sẻ hết. Điều này lập tức khiến mọi người trong lớp đều bật cười, cũng khiến Trung Sốc cảm thấy tự ti về địa vị gia đình. Nhưng thầy chủ nhiệm vẫn còn đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa. Dưới yêu cầu của lão ta, mẹ Trung Sốc vẫn giới thiệu công việc của mình. Nhưng lời giải thích thô tục khiến cả lớp tưởng coi đó là trò đùa, còn ông thầy thì lại lộ ra vẻ mặt hài lòng. Vì đây chính là mục đích của ông ta, để học sinh phát triển ý thức tầng lớp thông qua thân phận của cha mẹ và cũng để cảnh báo Trung Sốc phải biết điều một chút. Kể từ sau đó, những trận bạo lực học đường với cậu và Kyung Min lại càng dữ dội hơn, đồng thời cậu cũng không còn dám đối đầu với đám người đó nữa. Nhưng đám người này lại không muốn bỏ qua cho cậu mà bắt đầu coi Trung Sốc là đối tượng bắt nạt của họ. Thậm chí còn trực tiếp ép Trung Sốc chơi trò tự soát. Trung Sốc bị đám người đó hành hạ đến mức khó thở mà quỳ rạp xuống đất. Nhưng toàn bộ người trong lớp vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không ai tình nguyện đứng ra giúp. Thấy Trung Sốc sắp nghẹt thở đến chít thì đã có một cậu bé đã tả xung hữu đột đạp hắn ta ngã xuống đất. Sau đó cậu bé không hề run sợ mà vụt liên tiếp vào mặt tên Kang Min. Tên trùm trường định tới cản lại nhưng lại bị cậu bé xoay người khuất phục hắn chỉ với hai cước. Những tên đàn em khác thấy cậu ra đòn đỉnh đến vậy thì cũng không dám làm gì. Cậu cảnh cáo đám người Kang Min đừng bắt nạt hai người Trung Sốc nữa, nói xong liền rời khỏi lớp học. Mà cậu bé này chính là Kim Chun. Kể từ sau hôm đó, Kim Chun đã trở thành bạn tốt của Trung Sốc và Kyung Min, ba người dính với nhau như hình với bóng. Sau khi nói xong những chuyện đã từng xảy ra, mọi người trong đồn cảnh sát đều cảm thấy khó tin, đồng thời cũng quyết tâm đòi lại công bằng cho hai người. Lúc này họ lại nhận được đoạn video mà Kyung Min gửi tới. Trong đoạn video đó chính là Kang Min, người đã từng bắt nạt họ. Hắn quỳ xuống đất thú nhận tội lỗi của mình và xin lỗi Trung Sốc về những chuyện đã làm với anh. Còn Chin A thông qua đoạn video cũng phát hiện ra ống kính trong đó đang rung lắc dữ dội và cách bố trí rất giống một chiếc xe dã ngoại. Thế là cô đã nhớ lại trước đó trưởng phòng ở công ty đó nói rằng Kyung Min rất thích đi du lịch bằng chiếc xe dã ngoại của mình. Do đó đám người lập tức hành động, bắt đầu điều tra vị trí chiếc xe dã ngoại của Kyung Min. Nhưng khi họ tìm đến thì lại phát hiện ra bên trong không có ai. Lúc này Trung Sốc đã nhận được một đoạn video khác, mà trong video lớp trưởng Kang Min đang tự ôm cổ mình, chơi trò tự soát mà trước đây hắn đã từng sỉ nhục họ.
Tiếp đó Ki Ung Min gọi điện tới nói rằng đoạn video đó chỉ là chút an ủi cho Chung Sốc thôi, cậu phải tận mắt nhìn thấy tên Kang Min chân thành nói lời xin lỗi, còn bây giờ sẽ là màn trừng phạt dành cho hắn. Sau đó anh không ngừng nhắc nhở Chung Sốc, đừng quên chuyện chúng ta đã từng trải qua 20 năm trước, cũng đừng quên Kim Chun, vì như vậy rất có lỗi với cậu ấy. Nói xong anh còn nói với Chung Sốc, một năm trước mình đã từng nhìn thấy Kim Chun trong kho ở nhà cũ. Nghe thấy lời này, Chung Sốc không dám tin, anh kinh ngạc đứng hình tại chỗ. Lúc này anh bắt đầu có chút hoảng hốt, dường như đã nhìn thấy một cậu bé đeo mặt nạ đầu lợn đứng cách đó không xa. Đợi sau khi anh nhìn rõ hơn thì thấy Kim Chun, người bạn thân đã mất của mình, đang nhìn chằm chằm vào mình. Chung Sốc sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất. Trong ánh mắt lúc này toàn là sự sợ hãi, ký ức về ba người vẫn còn sống động trong tâm trí anh. Thì ra khi tan học ba người cùng nhau về nhà, lúc này Kim Chun hỏi họ có hận đám người Kang Min lắm không? Thì họ không hề do dự mà trả lời là đúng vậy. Sau đó Kim Chun đưa họ đến một nhà thờ bí mật, lấy từ trong ba lô ra chiếc mặt nạ đầu lợn rồi đeo lên. Tiếp đó cậu nói với hai người Chung Sốc rằng, loài chó sinh ra vốn đã được con người yêu thích, còn loài lợn thì chỉ khi thành thức ăn mới được con người chú ý đến. Kang Min chính là chó, còn họ thì đều là những con lợn bị giết thịt. Nếu muốn chiến thắng đám người Kang Min kia vậy thì phải trở thành chủ nhân của loài chó. Sau đó Kim Chun liền lấy ra một con dao từ trong ba lô rồi đưa cho Ki Ung Min, bảo cậu hãy giết chú mèo trước mặt. Nhưng Ki Ung Min vì quá sợ hãi nên đã không làm mà vội co giò chạy ra ngoài. Thế là cậu lại đưa con dao cho Chung Sốc và nói rằng cậu ấy sẽ quay lại thôi. Còn Chung Sốc mặc dù rất sợ hãi nhưng khi nghĩ đến những hành động tàn ác của đám người Kang Min, cậu vẫn lấy hết dũng khí giết chết chú mèo. Ki Ung Min trốn ở bên ngoài bịt chặt tai lại không phải nghe tiếng kêu thảm thiết của chú mèo. Lúc này cậu nhớ lại những chuyện lăng mạ, sỉ nhục của đám người Kang Min làm với mình. Nghĩ đến đây cuối cùng cậu đã đứng lên, lấy con dao trong tay Chung Sốc bồi thêm cho chú mèo một nhát dao nữa mà không hề tỏ ra sợ hãi. Kể từ giờ phút này họ không còn là loài lợn ngu ngốc nữa mà đã trở thành quái vật để trừng phạt đám người kia, quay trở về với hiện thực. Chin A nhìn thấy Chung Sốc đang nằm trên đất không ngừng run rẩy, còn ánh mắt thì vẫn luôn nhìn vào một nơi nào đó. Nhưng khi cô quay ra nhìn thì lại không có gì, cô nhặt điện thoại của Chung Sốc ở dưới đất lên và nghe thấy giọng nói của Ki Ung Min. Hơn nữa anh còn nói rằng mục tiêu tiếp theo chính là hai tên Tep Jiu bên cạnh Kang Min. Sau đó đợi khi Chung Sốc đã từ từ bình tĩnh lại, Chin A lại lần nữa bảo anh đừng nhúng tay vào vụ án này. Nhưng Chung Sốc vẫn kiên trì vì anh biết chỉ có mình mới có thể kết thúc hoàn toàn được chuyện này. Tiếp đó Chin A gọi điện cho đồng nghiệp bảo anh ta phái người đến bảo vệ mục tiêu tiếp theo của Ki Ung Min. Lúc này một chiếc xe đột nhiên lướt qua đã thu hút sự chú ý của hai người. Nhưng sau khi nhìn thấy biển số xe, hai người lại phát hiện ra đó không phải là xe của Ki Ung Min. Lúc này Chung Sốc dường như ý thức được điều gì đó. Nếu chiếc xe dã ngoại đang di chuyển vậy thì trong video không thể yên tĩnh đến vậy được, mà ở đây đồ đạc y như trong xe dã ngoại cũng đang rung chuyển, nên rất có khả năng là họ đang ở trên du thuyền và gần đây chỉ có sông Hàn bên cạnh. Thế là hai người lập tức lái xe đến đó. Còn ở bên này, anh cảnh sát cũng đang tìm hai tên từng làm thuộc hạ cho Kang Min. Theo định vị trên điện thoại của họ, anh đến một con phố nơi hai người đang uống rượu nhưng vẫn muộn một bước, nên chỉ có thể đứng trơ mắt đứng nhìn họ bị một nhóm người đưa lên xe phóng khỏi đó. Hai tên Tep Jiu bị đưa đến căn phòng giam giữ Kang Min. Đến đây họ đánh thức hắn ta đang say ngủ dậy. Và lúc này họ lại phát hiện ra đám người Ki Ung Min bắt cóc họ đến đây đã bỏ đi, hơn nữa còn để lại cho họ một khẩu súng và một chiếc điện thoại trên bàn. Vừa định lấy điện thoại báo cảnh sát thì Kang Min lại nhận được cuộc gọi của viện trưởng. Thì ra là Ki Ung Min đã đem video hắn chơi mai tóe đăng lên mạng rồi. Danh tiếng mà hắn luôn để tâm đến nhất đều đã tan thành mây khói. Hắn bình tĩnh cúp máy, lúc này hắn mới ý thức được hành động lúc đó của mình ngu dốt đến mức nào. Đột nhiên lúc này ở bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát kêu lên, hai tên tiểu đệ thấy vậy vội kích động kêu cứu. Nhưng họ không chú ý đến Kang Min ở phía sau đang từ từ giơ súng lên rồi đặt vào trong mồm mình. Chin A và Chung Sốc vừa đến đây liền lần theo tiếng động đi tới, tuy nhiên lúc này Kang Min đã nằm gục trong vũng máu. Mà khẩu súng mà hắn dùng tự soát lại chính là khẩu súng Ki Ung Min đã trộm của Chung Sốc trước đó. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Kang Min, Chung Sốc vô cùng hối hận. Tiếp đó anh quay đầu lại và bất chợt chú ý đến khối Rubik trên bàn. Lúc này anh có dự cảm mục tiêu tiếp theo của Ki Ung Min có lẽ chính là chủ nhân của khối Rubik này. Nhưng sau khi lướt ảnh của tất cả bạn học nửa ngày trời mà vẫn không nghĩ ra được đó là ai, lúc này Chung Sốc lại bắt đầu xuất hiện ảo giác. Anh dường như nghe thấy Kim Chun đang gọi mình, thế là anh lập tức rời khỏi hiện trường. Đến trước cửa nhà bác sĩ khoa thần kinh, nhưng giờ đang là nửa đêm nên ở đây căn bản không có ai, do đó anh đã ngồi trước cửa đợi cả một đêm. Mãi cho đến hôm sau khi bác sĩ đi làm mới nhìn thấy anh đang ngồi bên ngoài, vừa vào trong nhà anh đã muốn biết một năm trước tình trạng bệnh của Ki Ung Min thế nào. Bác sĩ liền hồi tưởng lại lúc đó, sau khi Ki Ung Min trở về từ nhà cũ thì trở nên vô cùng ghét điều trị, cũng không muốn tiếp xúc với người khác, chỉ là muốn mua thuốc thì mới đến tìm mình. Thậm chí còn có lúc còn xuất hiện tình trạng lẩm bẩm một mình, nghe thấy bệnh tình của cậu ta khi đó giống hệt với mình bây giờ, Chung Sốc cũng bắt đầu lo lắng. Sợ bản thân sẽ trở nên điên dại giống như Ki Ung Min, nhưng anh lại không muốn nói với bác sĩ thêm về nguyên nhân, mà chỉ bảo cô kê cho mình ít thuốc. Bác sĩ đã nhìn ra bệnh tình của Chung Sốc nhưng cô cũng không hỏi nhiều mà chỉ khuyên anh tốt nhất nên đi chữa trị sớm đi, nếu không rất có thể sẽ thành hoang tưởng, đồng thời còn dặn dò Chung Sốc nếu xuất hiện ảo giác lần nữa hoặc là gặp ai đó trong thế giới ảo thì tuyệt đối đừng nói chuyện với người đó.
vì một khi bắt chuyện với người đó thì rất có khả năng người này sẽ trở thành người mà anh nghĩ là có thật trong tâm trí. Mà Chin-a lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ Chung Sok, cô cảm thấy hành động trong hai ngày gần đây của anh vô cùng kỳ lạ. Tiếp đó cô đến phòng chứng cứ để điều tra, quả nhiên phát hiện ra Chung Sok đã từng lãnh súng, hơn nữa khẩu súng mà Kang Min dùng để tự sát hoàn toàn trùng khớp với khẩu súng của Chung Sok. Sau đó cô trở về văn phòng, nhưng lại vô tình chú ý đến chiếc USB cắm vào máy tính của Chung Sok. Cô lập tức lấy ra xem thử và bên trong lại chính là cảnh bãi đỗ xe hôm trước. Thông qua đoạn video, Chin-a biết được chính là Ki Ung-min đã lấy súng của Chung Sok đi. Hơn nữa cô còn nhìn thấy hình như anh ta còn để thứ gì trong túi Chung Sok nữa. Do đó cô liền cùng đồng nghiệp đến hiện trường hôm đó để trích xuất camera hành trình của chiếc xe bên cạnh. Sau khi phóng to ra, họ mới biết đó chính là bức ảnh chụp chung của ba người, bên trong có Chung Sok và Ki Ung-min. Còn cậu bé xuất hiện ở giữa thì không rõ là ai. Cuối cùng Chin-a đã giấu Chung Sok và tìm đến cậu bé đeo kính yếu đuối nhất trong lớp lúc đó để hỏi anh ta cậu bé đứng giữa bức ảnh là ai. Chan Jong nói với họ rằng đây là Kim Chun, bạn thân của Chung Sok và Ki Ung-min, là một học sinh đánh nhau rất giỏi ở trong lớp. Đợi khi Chin-a muốn hỏi một số manh mối chi tiết thì tên Chan Jong lại nói rằng mình không còn nhớ rõ nữa. Tiếp đó theo manh mối, Chin-a lại tìm đến mẹ của Kim Chun. Từ chỗ mẹ Kim Chun cô biết được thì ra Kim Chun đã thả người tự vấn trước mặt mọi người trong trường khi còn học cấp 3 rồi. Sau đó mẹ Kim Chun liền lấy ra một bức ảnh, bên trong chính là mấy người khi còn học cấp 3, hơn nữa lúc đó còn có Chan Jong mà Chin-a đã đến hỏi thăm trước đó cũng chụp cùng ba người. Và sau bức ảnh còn có hai chữ gửi Chun. Tiếp đó mẹ Kim Chun lại đưa cho cô một di thư, bên trên có viết: con xin lỗi mẹ, con không thể nào chịu nổi nữa rồi. Chắc là lúc đó Kim Chun có lẽ đã suy sụp đến mức nào nên mới chọn thả người tự vấn. Thì ra lúc đó đàn anh cuối cấp đến giả vờ biểu diễn cho họ xem, nhưng thực chất là đang cố gắng kéo phiếu bầu để tranh cử chức chủ tịch hội học sinh. Mọi người trong lớp đều sợ nhóm này, bao gồm cả Kang Min cũng chỉ là đàn em trước mặt họ. Nhưng lại có một người lại không nể mặt hắn, đó chính là Kim Chun, mà hành động này của cậu đã hoàn toàn chọc tức đám người này. Họ không tiện ra tay mà cuối cùng lại cảnh cáo Kang Min trong lớp để hắn lo chuyện sau đó. Đối diện với mệnh lệnh của đàn anh, Kang Min không dám không nghe theo. Nhưng hắn lại không đánh lại Kim Chun nên chỉ có thể bắt nạt Ki Ung Min yếu đuối nhất để chút giận, thấy Kang Min đánh đập Ki Ung Min một cách dã man. Cuối cùng Kim Chun đã nhịn không được mà liền ra tay, chỉ với hai đòn đã đánh gục Kang Min. Nhưng một mình cậu không thể địch lại với đám người của hắn, nên dù có lợi hại đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự tấn công của chúng. Bọn chúng đè Kim Chun xuống đất, rồi không ngừng dùng lực đạp cậu. Ki Ung Min và Chung Sok ở một bên không thể ngồi yên được nữa, nên liền đứng ra hỗ trợ Kim Chun. Kim Chun cũng nhân lúc đó nắm chuẩn thời cơ rút thắt lưng của mình ra bắt đầu giáo huấn từng tên một. Lúc này cậu đã không thể nhịn được nữa mà quất lên người Kang Min hết lần này đến lần khác, còn hắn ta bị vụt thì không ngừng kêu lên như bò giống. Lần này hắn đã thật sự sợ hãi và bắt đầu xin tha mạng, nhưng Kim Chun lại không định tha cho hắn. Cậu ta liền đưa thắt lưng cho Chung Sok bảo cậu báo thủ. Chung Sok vừa chuẩn bị ra tay thì lại bị đàn anh khóa trên đến ngăn lại. Hắn nói rằng nếu không muốn bị đuổi học thì hãy lập tức dừng lại. Cuối cùng cậu đã dừng lại và vứt thắt lưng trong tay xuống. Rất nhanh mấy phụ huynh có con liên quan đến trận ẩu đả này đã bị mời đến trường. Bố tên Kang Min thì ngồi ở một bên, bố mẹ của Ki Ung Min và Chung Sok thì chỉ có thể quỳ dưới đất khóc lóc, cầu xin họ có thể tha thứ cho con mình. Còn bố mẹ Kim Chun thì lại không đến mà chỉ có mình cậu đứng một bên không chút sợ hãi. Nhìn thấy cậu bé dám đánh con trai mình, bố Kang Min cũng không thèm màng đến hình tượng nữa mà thẳng tay tát vào mặt Kim Chun hết cái này đến cái khác. Còn thầy giáo và hiệu trưởng ở bên cạnh chỉ ngồi nhìn bằng ánh mắt thờ ơ đối diện với cái tát của bố Kang Min. Kim Chun không hề cúi đầu nhận lỗi mà chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn ông ta. Cuối cùng xích mích giữa các học sinh đã trở thành sự phân chia cấp bậc giữa các bậc phụ huynh. Ki Ung Min và Chung Sok bị phạt nặng, Kim Chun thì bị đình chỉ 2 tuần rồi xử lý sau. Còn tên Kang Min gây sự thì lại không hề chịu bất cứ hình phạt nào. Quay lại hiện thực, trong khi điều tra các bài báo vào năm đó liên quan đến chuyện này, phía cảnh sát đã phát hiện ra một bài báo giới thiệu vô cùng chi tiết mà tác giả điều tra chuyện này cũng chính là bạn học cùng trường năm đó với đám người Chung Sok. Anh ta tên là Kim Chung Bin. Nghe đến cái tên này, Chung Sok đột nhiên đứng hình. Tiếp đó anh vội vàng tìm kiếm ảnh của anh ta thì mới nghĩ ra người đàn ông này chính là đàn anh lớp 12 đã từng bắt nạt họ, và một điểm quan trọng là anh ta cũng thích Jubik. Do đó Chung Sok nghĩ mục tiêu tiếp theo của Ki Ung Min chính là anh ta, thế là lượng lớn cảnh sát lập tức đến công ty của Kim Chung Bin. Nhưng khi gặp Chung Sok, vừa nhìn anh ta đã nhận ra anh, đồng thời còn nói rằng một năm trước Ki Ung Min đã từng nói, một năm sau cậu sẽ đến tìm tôi, thì ra một năm trước Ki Ung Min đã đến tìm anh ta. Năm đó Ki Ung Min đã sai trưởng phòng điều tra manh mối về Kim Chung Bin, nhưng trong lúc điều tra lại phát hiện ra anh ta không giống những bạn học khác, thường xuyên đưa tin về những nội dung liên quan đến bạo lực học đường. Không chỉ có vậy, anh ta còn quyên góp rất nhiều tiền cho trường, chuyên phụ trách những chương trình về chủ đề bạo lực học đường. Nhưng khi nghe được những tin này, Ki Ung Min vẫn không tin rằng tên cặn bã này sẽ thay đổi. Do đó dưới sự sắp xếp của trưởng phòng, họ đã đóng giả làm phụ huynh của học sinh bị bạo lực học đường và đã thành công gặp được Kim Chung Bin. Lúc đó sau khi nghe tin về chuyện bạo lực học đường, anh ta cảm thấy vô cùng đau lòng, thề rằng nhất định sẽ làm rõ sự thật và lên tiếng cho những người bị hại.
Nhìn thấy người đàn ông vô cùng giả tạo trước mặt này, con dao trong tay Kyung Min sắp không chịu được mà ra tay với anh ta. Tiếp đó anh hỏi anh ta có hiểu nỗi đau của nạn nhân không. Kim Trung Bin không hề phản bác vì hắn thực sự không có tư cách bàn luận về vấn đề này. Nói trắng ra là anh ta đã từng là thủ phạm bạo lực học đường. Chính điều này đã khiến cho anh ta đã gián tiếp hại chết một học sinh thời cấp 3 và cho đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ tên của bạn học đó. Đồng thời anh ta cũng không dám quên đi những chuyện bản thân đã từng làm, nên đã trở thành một phóng viên chuyên viết về các vụ bạo lực học đường, nói cách khác chính là để trục tội, cũng như ngăn chặn thêm nhiều người bị hủy hoại cuộc sống vì bạo lực học đường. Nghe đến đây Kyung Min cũng đã động lòng. Anh nói với Kim Trung Bin chân tướng và thân phận của mình, đồng thời nói rằng nếu không phải vì những lời vừa rồi của anh ta thì bây giờ anh ta đã về với các cụ rồi. Sau khi biết được thân phận của Kyung Min, anh ta lập tức quỳ xuống xin lỗi. Anh ta không mong Kyung Min có thể tha thứ cho mình, mà chỉ hy vọng anh hãy cho anh ta cơ hội để trục tội. Sau đó Kyung Min liền lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bên trên toàn bộ đều là sự thật về vụ bắt nạt học đường ở trường năm đó. Anh hy vọng năm sau Kim Trung Bin có thể công khai sự thật cho mọi người biết, thậm chí cả sự thật về cái chết của Kim Chun, đại khái chỉ có Trung Sốc biết rõ nhất. Quay trở về với hiện thực, Trung Bin hỏi Trung Sốc nếu những dự đoán của Kyung Min đều đúng vậy, thì lúc đó rốt cuộc tại sao Kim Chun lại chết. Lúc này ánh mắt Trung Sốc bắt đầu lảng tránh, trong lòng vô cùng căng thẳng mà không muốn nhắc đến chuyện năm đó. Anh nói rằng đã qua 20 năm rồi ai sẽ quan tâm đến sự thật nữa đây. Nói xong anh hoàn toàn suy sụp mà quay người rời khỏi tòa soạn. Mà lúc này anh lại đột nhiên nhận được điện thoại của Kyung Min, thì ra tất cả đều là do anh lên kế hoạch từ trước. Anh hỏi Trung Sốc có phải cảm thấy Trung Bin khác với những người khác không. Lúc này tính tình Trung Sốc đột nhiên thay đổi. Anh không muốn quan tâm đến sống chết của người khác nữa. Tiếp đó Trung Sốc chất vấn Kyung Min. Nhất thiết phải công khai sự thật cho mọi người biết sao? Lẽ nào phải để tất cả nạn nhân đều trở thành ác quỷ giết người như cậu sao? Nhưng Kyung Min lại khuyên Trung Sốc hãy nói ra rốt cuộc tại sao Kim Chun lại chết, đem sự thật nói cho mọi người biết. Trung Sốc không biết nên mở miệng thế nào. Chỉ cần nhắc đến Kim Chun đối với anh mà nói, nó giống như một cơn ác mộng vậy. Vì không muốn đối diện nên anh đã lập tức cúp máy. Tại sao Kyung Min lại hết lần này đến lần khác ép anh nói ra sự thật này chứ? Trong khi lái xe vì quá kích động nên Trung Sốc lại bắt đầu xuất hiện ảo giác. Kim Chun bất cứ lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh anh như một bóng ma, bất luận anh uống bao nhiêu thuốc thì vẫn không ích gì. Lớp phòng thủ bên trong anh bắt đầu dần sụp đổ, cuối cùng anh lấy bức ảnh chụp chung của ba người ra đốt thì mới có thể tạm thời thoát khỏi mộng cảnh này. Còn ở bên này sau khi cúp điện thoại, Kyung Min lại chuẩn bị hành động. Anh cầm chiếc ống tiêm đã chuẩn bị từ trước lên, lần này anh để mắt đến anh chàng đeo mắt kính yếu đuối nhất trong lớp. Thì ra khi đó anh ta đã lén bán đĩa CD trong trường học để kiếm tiền, nhưng lại bị đám người Kang Min đến gây rối. Đối diện với điều đó cậu ta không chọn phản kháng, mà lại trở thành nô lệ của chúng để lấy lòng đám người Kang Min. Cậu ta còn chế tạo ra một chiếc súng điện, dòng điện của loại súng này khá nhỏ. Cho dù có kích điện vào người cũng không để lại dấu vết, cậu ta nhìn thấy Kyung Min yếu đuối bắt đầu kiêu ngạo với đám người Kang Min thì trực tiếp đi tới mượn thế ra oai. Cho Kyung Min một cái bạt tai, Kyung Min không dám tin mà nhìn thẳng vào cậu ta. Sau đó một đám người đến chế ngự anh, còn tên Chan Jong thì lấy súng điện mình tự chế ra, rồi bắt đầu trích điện cậu. Lúc này bạn học yếu đuối nhất trong lớp cũng đã trở thành trợ thủ đắc lực của đám người bạo lực học đường. Tiếp đó Chan Jong còn đem hết tiền mình bán đĩa được cho Kang Min. Sau khi nhận được lời khen ngợi, cậu ta hài lòng rời đi. Kể từ sau khi Kim Chun bị đình chỉ học, hai người Trung Sốc và Kyung Min đều trốn lên sân thượng, nhưng họ vẫn không thoát được sự trả thù của đám người Kang Min. Chúng đến sân thượng bao vây lấy hai người và nói rằng gần đây Chan Jong có phát minh mới nên muốn dùng thử trên người họ. Tiếp đó một đám người xông đến chế ngự hai người, rồi dùng gậy kích điện dí vào cổ họ. Hai người bị điện giật thì hét lên dữ dội. Còn tên đeo mắt kính được Kang Min khen ngợi thì chẳng khác gì con chó được chủ nuôi dưỡng, vui mừng mà ở bên cạnh vẫy đuôi. Nhưng rất nhanh quả bóng chảy đã lăn đến dưới chân cậu ta, vẫn chưa đợi mấy người phản ứng lại thì Kim Chun trực tiếp đạp thẳng vào ngực Kang Min, tiếp đó lại nện từng cước vào mặt hắn. Nghe thấy Kim Chun lại đang dạy dỗ đám đàn em của mình, tên đàn anh không thể ngồi yên được nữa. Sau khi lên sân thượng, đám học sinh ba khối cũng vây quanh Kim Chun, nhưng đối diện với cảnh này cậu lại không hề run sợ. Vì cậu biết nếu muốn đánh thắng đám côn đồ này vậy thì còn phải ác hơn chúng nữa. Sau một hồi ẩu đả, Kim Chun đã thành công hạ gục ba người và thế là cậu cũng đã trở thành nhân vật số 1 không ai dám động đến ở trường cấp 3. Lúc này cậu được một đám tiểu đệ theo đuôi. Còn đối với Trung Sốc mà nói, cậu chẳng khác gì một vị thần cả. Thế nhưng viễn cảnh chưa được bao lâu thì rất nhanh cảnh sát đã tìm đến trường và tìm đến thầy chủ nhiệm. Thì ra họ phát hiện ra gần đây có một thi thể của một người đàn ông. Rất có thể là bố Kim Chun đã mất tích nhiều năm nên muốn bảo cậu đến đó xác nhận. Mà cảnh này vừa hay lại bị Chan Jong đứng ngoài cửa nghe được, cậu ta đem chuyện này nói cho đám người Kang Min biết, đồng thời còn nghĩ ra một kế hoạch để đánh bại Kim Chun. Kim Chun mất bố lúc này trở về lớp với tâm trạng vô cùng buồn bã, nhưng không ngờ được là lúc này thầy chủ nhiệm lại đến trước mặt cậu. Giả vờ an ủi mà ôm cậu vào lòng như đúng rồi, sau đó trước mặt cả lớp ông ta nói ra chân tướng sự việc về cái chết bi thảm ngoài ý muốn của bố Kim Chun. Để tất cả mọi người đều cùng đến ôm cậu, cho cậu sự an ủi và động viên. Lớp trưởng Kang Min đi đầu làm gương, đã vậy còn giễu cợt một cách quá đáng bên tai cậu. Mà lúc này trong loa phát thanh đột nhiên truyền đến một giọng nói,
tuyên bố chân tướng về cái chết của bố Kim Chun, rồi còn gây quỹ cho cậu nữa. Mối đe dọa mà Kim Chun vừa mới dựng lên chỉ trong phút chốc đều đã trở thành sự đồng tình, mà toàn bộ chuyện này đều là chủ ý của Chan Jong. Không ngờ được là nhìn bề ngoài thấy cậu ta có vẻ tốt bụng và trầm tính, nhưng sau lưng lại độc ác đến vậy. Và đối diện với cái vỗ tay của cả lớp, Chan Jong mặt dày lại còn nói rằng điều này dành cho người bạn Kim Chun đáng thương. Mà chiêu kích động tâm lý này của chúng thật là quá ghê gớm, do đó dù có đánh giỏi đến đâu thì Kim Chun bị đả kích tâm lý cũng trực tiếp suy sụp. Tối đó, Chung Sok và Ki Ung Min đến căn cứ bí mật tìm Kim Chun. Kim Chun cùng họ chụp bức ảnh cuối cùng. Sau đó cậu nói rằng vào hoạt động chào cờ ngày kia ở trường, cậu sẽ nhảy lầu tự sát trước mặt tất cả mọi người để tạo ra bóng tối tâm lý cho những người đã từng sỉ nhục mình, để họ phải hối hận suốt đời vì hành động tàn nhẫn của mình. Chung Sok ở bên cạnh khuyên cậu hãy bình tĩnh lại, đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Ki Ung Min cũng khuyên cậu hãy kiên trì 2 năm nữa là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng lúc này chính sự xúc động đã đánh bại lý trí và cậu đã sẵn sàng cho mọi chuyện. Thời gian quay trở lại hiện tại. Dưới sự điều tra của trưởng phòng, Ki Ung Min biết được Chan Jong rất thích chơi trò nô lệ biến thái. Anh ta là hội viên vàng của tổ chức này, mà tổ chức này lại thường xuyên tung ra một số nhiệm vụ và phần thưởng biến thái trên mạng để thu hút hội viên tham gia. Tối đó anh ta nhận được nhiệm vụ và phải hoàn thành trước khi ra ngoài. Mặt khác, lúc này Ki Ung Min đã để mắt đến anh ta. Anh lặng lẽ theo đuôi đến rạp chiếu phim và đã trông thấy Chan Jong yếu ớt trước đây, nay đã trực tiếp cầm rìu chém chết ông già ngồi ở hàng ghế trước. Sau đó còn điềm tĩnh chụp ảnh lại rồi đăng lên trang mạng nhiệm vụ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Ki Ung Min mới biết anh ta vẫn không hề thay đổi. Tiếp đó anh rời khỏi rạp chiếu phim để đến nhà anh ta trước và phát hiện ra trong phòng có 2 chiếc máy tính cùng một đống đĩa cứng trên bàn. Sau đó anh đã nhìn thấy bí mật trên máy tính của anh ta. Thì ra anh ta không chỉ là người tham gia trò chơi mà còn là người đứng sau điều khiển trò chơi. Vì thời cấp 3 bị đám người Kang Min bắt nạt đã khiến cậu ta cũng mắc bệnh tâm lý, thích bị người khác chỉ huy để đạt được cảm giác hài lòng và đồng thời cũng muốn biến người khác thành nô lệ của mình. Tiếp đó Ki Ung Min mở tủ quần áo ra thì lại nhìn thấy bên trong đều là những phần thưởng anh ta định trao cho những người hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Ki Ung đã thay đổi suy nghĩ, anh đã có cách báo thù phù hợp hơn tặng cho anh ta, đợi đến khi Chan Jong mò về nhà. Khi anh ta định lấy phần thưởng mình đã chuẩn bị từ trước ở trong tủ quần áo ra thì lại phát hiện ra tủ hoàn toàn trống rỗng. Thế là anh ta liền đứng hình tại chỗ mà vội vàng mở máy tính lên, nhưng lại phát hiện ra một chuyện đáng sợ, thì ra vừa rồi Ki Ung Min không chỉ lấy hết toàn bộ trang bị của anh ta đi, mà còn lợi dụng thân phận của Chan Jong để đăng nhiệm vụ cuối cùng lên trên mạng. Anh đã trực tiếp đăng ảnh anh ta lên để người chơi đi bắt rồi xử trảm đối phương. Hơn nữa còn nói rằng người hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy tất cả bộ sưu tập của người điều khiển. Mà điều này lập tức thu hút sự hồi đáp dữ dội của không ít hội viên. Nhìn thấy cảnh này, Chan Jong ý thức được mình đang gặp nguy hiểm nên lập tức chuẩn bị chuồn. Nhưng lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nói, anh ta giữ chặt vào tay nắm cửa. Nhưng người bên ngoài vẫn cố gắng vặn, khiến anh ta sợ đến mức ngã ngửa ra đất. Còn đồn cảnh sát ở bên này đã nhận được trình báo của nhân viên tuần tra, nói rằng hình như họ phát hiện ra xe của Ki Ung Min xuất hiện gần khu vực họ đi tuần. Đám người Chung Sok nghe xong lập tức chạy đến gần đó điều tra. Nhưng cả con phố rộng lớn thế này biết tìm đến khi nào đây? Sau một hồi, Chung Sok đoán rằng anh ta đến đây có thể là đã nhắm đến một mục tiêu khác. Do đó họ lập tức điều tra địa chỉ hiện tại của từng học sinh năm đó và quả nhiên đã phát hiện ra nhà của một bạn học có tên Chan Jong ở gần đây. Thế là Chung Sok liền dẫn người đến nhà anh ta, nhưng khi đến đó thì quả thực đã thấy anh ta đang bị trói dưới đất. Thấy vậy anh lập tức chuẩn bị đi tới cởi trói cho đối phương, nhưng đột nhiên lại có một tên cầm rìu xông vào từ cửa sau. Anh ta cứ nghĩ đám cảnh sát là mấy người đến cướp nhiệm vụ, nên đã xông vào đánh nhau một trận với đám người Chung Sok, khó khăn lắm mới giải quyết được một tên. Cởi trói cho Chan Jong thì lại một đám khác xông vào từ cửa sau, đã vậy dưới lầu còn có rất nhiều người đang chờ trực sẵn. Cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn không thể phân biệt được quân địch và ta, xem ra vì những thứ gọi là lễ phẩm và nhiệm vụ này mà đám người hội viên không thèm để ý đến thứ gì hết. Tiếp đó Chan Jong chớp lấy cơ hội chạy xuống lầu, người phía sau lập tức rút dao đuổi theo, Chung Sok đã thay cô đỡ một dao. Thấy thế anh đồng nghiệp trên lầu lập tức nổ súng ngăn vụ ẩu đả này lại. Nhưng đám hội viên này đã phát điên rồi nên hoàn toàn không thèm để ý đến điều gì và cuối cùng Chan Jong đã bị họ tống lên xe lôi đi, theo nội dung đăng trên mạng. Họ ném anh ta ở một nơi đã được chỉ định, còn ở bên này sau khi đã lo xong cho Chung Sok, Chin A liền đến nhà Chan Jong và lấy được chữ của anh ta trong một quyển sách. Bây giờ cô đã tìm được hết nét chữ của những người xuất hiện trên bức ảnh. Thì ra trước đó vài ngày cô đã nhận được điện thoại của mẹ Kim Chun, bà nói rằng chữ viết trên di thư không phải của con trai mình. Chính điều này đã khiến Chin A vô cùng tò mò, nếu di thư đã không phải do Kim Chun viết, vậy thì ai đã thay cậu ấy viết bức di thư này chứ? Và mục đích của người này là gì? Sau đó Chin A đem chữ của từng người đến phòng giám định. Thông qua công nghệ so sánh cuối cùng đã xác định được người ngụy tạo di thư của Kim Chun chính là Chung Sok. Điều này khiến Chin A vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ. Mà tên Chan Jong lúc này đã được giao đến tay Ki Ung Min, anh tiêm cho cậu ta một mũi thuốc mê, rồi theo kế hoạch đã định sẵn, lột sạch đồ của đối phương ra và treo trên bồn tắm. Đợi khi Chan Jong tỉnh lại thì vẫn chưa biết người trước mặt chính là Ki Ung Min đã bị mình bắt nạt ngày trước. Tiếp đó Ki Ung Min nêu rõ thân phận của mình và nói rằng nếu không phải cậu ta giúp đỡ đám người Kang Min sỉ nhục Kim Chun, người bạn tốt nhất của mình, thì Kim Chun đã không phải tự tìm đến cái chết.
Tất cả điều này đều liên quan mật thiết đến anh ta. Nếu như đã thích chơi trò nô lệ như vậy, vậy thì anh sẽ để cậu ta thử bị người khác chơi đùa vào giây phút cuối cùng của đời mình xem sao. Sau đó Ki-ung Min mở vòi nước nối nguồn điện cao thế vào rồi đặt một đầu cạnh bồn tắm. Xong xuôi anh liền quay đầu rời khỏi hiện trường. Lúc này tên Chan Jong đã sắp bị dọa chết đến nơi, anh ta không ngừng lớn tiếng kêu cứu. Nhưng tầm này chúa cũng không thể cứu được Chan Jong. Cùng lúc Chin A cũng phát hiện ra Ki-ung Min đã bán hết tài sản của mình đi. Nhưng chỉ có bất động sản quán karaoke trước đó của bố thì lại không bị bán. Do đó một mình cô đã đến quán karaoke. Ở đây cô đã nhìn thấy kế hoạch báo thù mà Ki-ung Min đã vạch ra từ trước. Tiếp đó cô nhìn thấy một quyển sổ nhật ký trên bàn. Quyển nhật ký đó chính là của Ki-ung Min. Bên trong ghi lại tất cả những chuyện anh đã trải qua thời cấp 3, bao gồm cả chân tướng cái chết của Kim Chun. Ngược dòng về 20 năm trước sau khi Kim Chun bàn bạc kế hoạch với những người anh em chí cốt của mình, thì đến sáng hôm sau Kim Chun đã thực sự hối hận. Bởi khi cậu đặt chân tới nơi ẩn nấp của bố mình và nhìn thấy đôi giày cao gót mà ông đã chuẩn bị cho mẹ cùng quả bóng chảy mà cậu yêu thích nhất, giây phút này cậu mới biết bố đã yêu mình đến nhường nào. Và người thực sự cứu cậu khỏi ý nghĩ tự xét đó là mẹ cậu, khi cậu nghe được nguyện vọng của người mẹ muốn chứng kiến cậu trưởng thành. Lúc này cậu đã thực sự hối hận. Cậu không muốn để một mình mẹ sống đơn độc trên thế gian này, để người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thế là cậu quyết định trấn tĩnh lại và bắt đầu học hành tử tế. Nhưng chuyện đã đến bước này, nếu không thực sự làm thì cũng phải diễn cho đám đó sợ một chút. Do đó cậu đã đến tìm Chung Sốc, nói rằng kế hoạch ngày mai đã có thay đổi, vì cậu không muốn để mẹ phải buồn nên quyết định không tự soát nữa. Sau này bản thân sẽ trở nên ngoan ngoãn như Ki-ung Min, không tự rước họa vào thân nữa. Đồng thời cũng sẽ chăm chỉ học hành để sau này lớn lên làm một cảnh sát chính nghĩa. Sau đó cậu nói với Chung Sốc, đến lúc đó khi mình lên trên sân thượng thì Chung Sốc hãy ở dưới gọi lớn để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đợi đến khi mọi chuyện phát triển đến một mức nhất định thì mình sẽ xuống. Nhưng Kim Chun lại không để ý đến ánh mắt của Chung Sốc lúc này đã thay đổi. Cậu đã coi Kim Chun như là một vị thần, nhưng bây giờ đến lúc quan trọng lại chùn bước. Điều này khiến Chung Sốc có chút không thể chấp nhận được. Do đó vào giờ chào cờ ngày hôm sau, khi tất cả học sinh đều đã tập hợp dưới lầu, một mình Kim Chun lên sân thượng, đứng trên cao và dang rộng đôi tay ra. Rất nhanh học sinh dưới lầu đã chú ý thấy cậu. Tất cả đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Kim Chun. Lúc này cậu đã biết mình đã đạt được mục đích rồi. Khi chuẩn bị đi xuống thì đằng sau lại có một đôi tay đẩy cậu một cái. Và đợi đến khi Ki-ung Min chạy lên trên lầu thì chỉ nhìn thấy một mình Chung Sốc đứng đó. Đọc đến đây Chin A trợn tròn mắt lên, sợ hãi đến mức không thể tin nổi. Đợi đến ngày hôm sau, trên báo đã đưa tin về vụ giết người hàng loạt, nhưng qua nhiều ngày điều tra mà cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ. Nhưng không ngờ được là lúc này, Ki-ung Min lại trực tiếp đi đến cửa đồn cảnh sát tự thú. Tất cả phóng viên đều nhào đến vây lấy anh và hỏi có phải anh đã giết người không. Ki-ung Min cũng thừa nhận một cách vô cảm. Còn Chung Sốc lúc này cũng đã rén rồi, thế là anh lập tức chạy đến đeo còng tay vào cho Ki-ung Min vì sợ cậu sẽ nói bừa điều gì đó. Rồi đưa đối phương tới phòng thẩm vấn. Sau khi tắt hết tất cả thiết bị thu âm đi, Chung Sốc hỏi Ki-ung Min mục đích cậu làm như vậy là gì. Còn Ki-ung Min nói với anh rằng bản thân chỉ muốn công bố sự thật cho mọi người biết, bao gồm cả chuyện Chung Sốc giết Kim Chun nữa. Thì ra năm đó Kim Chun đã đến tìm Ki-ung Min đầu tiên, nhưng vì cậu biết Ki-ung Min rất nhát gan nên không hề nói cho cậu biết kế hoạch tự soát của mình đã thay đổi, mà chỉ muốn lấy bức ảnh chụp chung của ba người rồi tặng cho Ki-ung Min quả bóng chảy mà mình yêu thích nhất. Những điều này mặc dù cậu không nói ra, nhưng Ki-ung Min đã đoán được là Kim Chun có thể đã thay đổi suy nghĩ. Do đó cậu đã đi theo Kim Chun và nghe được cuộc nói chuyện của Chung Sốc và Kim Chun. Nhưng khi Kim Chun rời đi thì cậu lại thấy Chung Sốc vẫn đứng ngây người ở đó, nên cậu đã lặng lẽ đi theo Chung Sốc và nhìn thấy cậu ta đi đến căn cứ bí mật của mấy người, rồi còn thay Kim Chun viết di thư nữa. Tất cả những điều này khiến trong đầu cậu nảy lên một dự cảm chẳng lành. Do đó ngày hôm sau khi Kim Chun đi lên sân thượng, Ki-ung Min cũng nhanh chóng chạy theo, nhưng lại nhìn thấy cảnh Chung Sốc đẩy Kim Chun xuống sau khi bị vạch trần. Chung Sốc có chút hoảng, anh nói rằng những chuyện này đều là Ki-ung Min bịa ra, mình không hề làm những chuyện đó, cũng không có ai sẽ nghe lời nói bừa của anh ấy. Nhưng khi thấy Chung Sốc như vậy, Ki-ung Min chỉ cười khinh bỉ vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Sau đó Chung Sốc liền nảy ra một suy nghĩ táo bạo, anh đi ra ngoài phòng thẩm vấn và nói với cấp trên rằng có thể vẫn còn có nạn nhân bị Ki-ung Min giấu ở trong núi. Nếu bây giờ không nhanh chóng tìm ra vậy thì rất có khả năng người đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, và bây giờ yêu cầu duy nhất của Ki-ung Min chính là phải áp giải anh đi cùng. Mà mục đích Chung Sốc làm như vậy là vì muốn giết người diệt khẩu để che đậy sự thật mình đã từng giết người. Sau đó anh liền gửi tin nhắn cho thuộc hạ của Ki-ung Min bảo họ đến cứu anh ấy, rồi nhân lúc hỗn loạn anh ấy sẽ chạy trốn và mình sẽ có thể quang minh chính đại tấn công Ki-ung Min. Tiếp đó anh còng Ki-ung Min vào trong xe, rồi cả đám người liền lái xe về phía rừng. Và như những gì anh đã tính, thuộc hạ của Ki-ung Min quả nhiên đã đem người xông ra. Ba chiếc taxi va chạm với xe cảnh sát để chặn đường họ lại, còn Chung Sốc thì nhân lúc đó một mình lái xe đưa Ki-ung Min đi chệch khỏi lộ trình ban đầu. Nhưng điều khiến anh không ngờ được là ông chú tâm phúc của Ki-ung Min ở phía sau đâu có ngốc đến vậy mà vẫn luôn bám sát phía sau. Vì sợ Ki-ung Min sẽ hủy hoại mình nên Chung Sốc đã nhắm chuẩn thời cơ, trực tiếp đạp ga hết cỡ đưa theo Ki-ung Min đang bị còng phía sau xe lao thẳng xuống dưới sông.
Chiếc xe rơi xuống nước rất nhanh đã bị nhấn chìm, nhưng lúc này Trung Sốc đã bơi được lên bờ, còn Kyung Min không thoát ra được thì đã từ từ chìm xuống đáy. Mà đây lại là những gì Trung Sốc muốn, nhưng anh không thể nào ngờ được là ông chú Trung Thành lại trực tiếp lao tới tìm chìa khóa trên người Trung Sốc đang bị thương, rồi không màng nguy hiểm nhảy xuống nước cứu Kyung Min lên. Nhìn thấy bóng lưng ông chú đưa Kyung Min đi, Trung Sốc lúc này cũng đã không thể làm được gì nữa. Sau khi hồi phục, Kyung Min lập tức gọi điện cho Kim Trung Bin bảo anh ta công bố tất cả chân tướng sự việc năm đó, đồng thời đem tất cả tài liệu của những người tham gia vào chuyện này đăng lên mạng. Rất nhanh sự việc này đã được lên hot search, mang lại ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc sống của những người tham gia vào chuyện này. Còn ở bên này, Trung Sốc đang vô cùng lo lắng. Anh sợ người tiếp theo sẽ là mình, do đó liền xông vào bệnh viện tìm ông chú và rút ống thở của con gái ông ra, nhằm uy hiếp ông nói ra tung tích của Kyung Min. Bất lực, ông chú chỉ đành nói ra bước tiếp theo trong kế hoạch của Kyung Min. Nhưng anh lại không biết rằng mình đã từng bước rơi vào cái bẫy của Kyung Min, mà mục tiêu tiếp theo của anh ta chính là thầy chủ nhiệm năm đó đã dung túng cho đám học sinh bắt nạt mình. Kyung Min lén trốn trên xe của thầy chủ nhiệm rồi nhân cơ hội bắt cóc ông ta, sau đó tiêm cho ông ta một mũi thuốc gây mê. Đợi khi thầy chủ nhiệm tỉnh lại thì đã bị giấu trong văn phòng cũ rồi. Lúc này ông vô cùng sợ hãi mà không ngừng van xin Kyung Min hãy tha cho mình, nhưng tất cả những điều này đều do ông tự làm tự chịu. Tiếp đó Kyung Min cắt đứt tĩnh mạch của thầy chủ nhiệm và nói rằng nếu ông đã không ngứa mắt với đám học sinh nghèo chúng tôi, vậy thì hãy xem thử xem học sinh mà ông thích nhất có đến cứu ông không. Sau đó anh liền lấy ra hai chiếc điện thoại rồi gọi cho nhau, một chiếc để lại cho thầy chủ nhiệm, còn cái còn lại thì ném ra ngoài sân chơi cùng với vài quyển vở. Tiếp đó anh liền cầm điện thoại thông báo cho đám học sinh năm đó, nói rằng chứng cứ chứng minh họ không phải là thủ phạm bạo lực đang được để ở sân trường. Lúc này Trung Sốc cũng lần theo manh mối tìm đến lớp học năm đó, Kyung Min đã sớm đợi anh từ trước. Và đến đây trận chiến cuối cùng của hai người đã bắt đầu rồi. Trung Sốc đưa ra câu hỏi trước, một năm trước Kyung Min rốt cuộc đã nhìn thấy gì dưới tầng hầm nhà anh? Còn Kyung Min nói rằng đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy Kim Chun, chính là bức ảnh của ba người đã khơi dậy hồi ức của anh, là hình ảnh Kim Chun đứng đó cười với mình. Và năm đó anh cũng đã từng hỏi Kim Chun tại sao thường ngày mặt cậu lúc nào cũng vô cảm, nhưng ở bức ảnh cuối cùng lại mỉm cười. Còn Kim Chun năm đó lại nói rằng là muốn để lại chút hồi ức tốt đẹp cho họ, để sau này nhớ đến mình, hy vọng họ có thể nhớ khoảng thời gian hạnh phúc, sẽ không phải vì bản thân tự soát mà để lại nỗi sợ hãi trong lòng họ. Kim Chun lương thiện ngay cả trước khi chết vẫn lên kế hoạch cho những người bạn tốt của mình. Thế nhưng Trung Sốc ích kỷ cuối cùng lại chọn cách hại chết người bạn thân nhất của mình để đổi lấy sự an ủi. Tiếp đó Trung Sốc đuổi theo Kyung Min lên sân thượng, hai người lao vào vật lộn với nhau, cuối cùng Trung Sốc bị thương gục dưới đất. Lúc này dưới lầu cũng xuất hiện một đám học sinh giống như năm đó, nhưng lần này họ xông đến đây chỉ để tìm kiếm chứng cứ chứng minh bản thân, nên không một ai chú ý đến tiếng kêu cứu của thầy chủ nhiệm phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh. 20 năm trước đó họ đều chỉ là những người đứng bên cạnh xem náo nhiệt và đến bây giờ cũng vẫn như vậy, vẫn là một đám người ngoài cuộc. Kyung Min đứng trên sân thượng nhìn đám người này, còn Trung Sốc ở sau lưng vẫn không chịu bỏ cuộc mà chuẩn bị giết chết Kyung Min để ngăn anh tiết lộ mọi chuyện. Tiếp đó anh bóp chặt lấy cổ Kyung Min và nói rằng nếu anh ấy không chết thì mình vẫn sẽ sống trong cái địa ngục như thời cấp 3. Mãi mãi bị bắt nạt, bị chơi đùa, Kyung Min đã sắp bị nghẹt thở. Thì lúc này không xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, Trung Sốc từ từ khôi phục lại lý trí. Cuối cùng vẫn không thể ra tay được mà buông Kyung Min ra, nhưng không ngờ được là từ lúc nào Kyung Min đã còng tay mình và anh lại với nhau. Kyung Min nói rằng chuyện vẫn chưa kết thúc, bản thân vẫn chưa hoàn thành được việc Kim Chun muốn làm khi đó. Tiếp đó hai người đưa mắt cùng nhìn về một hướng, họ nhìn thấy Kim Chun đang từ từ đứng trên chỗ cao. Sau đó Kyung Min nói với Trung Sốc, chuyện mà Kim Chun chưa làm được chúng ta hãy làm thay cậu ấy đi. Nói xong anh liền trực tiếp nhảy từ trên cao xuống, còn đám người nghe thấy động tĩnh cũng ngước lên nhìn sân thượng. Giống như 20 năm trước họ lại là một đám đứng xem náo nhiệt, Trung Sốc cố gắng bám tay vào thành. Và lúc này Chin A cũng đã kịp thời chạy đến sân thượng, Trung Sốc quay xuống nhìn Kyung Min đang nhìn chằm chằm vào mắt mình. Giờ phút này anh không muốn chạy trốn nữa mà từ từ thả tay ra, cứ như vậy ba người đã kết thúc cuộc đời của mình ở cùng một chỗ. Và họ đã được đi gặp người bạn tốt Kim Chun của mình. Nhìn thấy tất cả cảnh này, Chin A hối hận vì mình đã không cứu được hai người, cô ngồi xuống đất khóc trong đau đớn. Còn đám người trên sân nhìn thấy cảnh này thì cũng sợ đến mức trực tiếp bỏ chạy tán loạn. Kết thúc câu chuyện, ông chú đương nhiên cũng vì những chuyện mình đã làm mà chịu trừng phạt của pháp luật, nhưng đáng tiếc là ông thầy chủ nhiệm lại không chết mà đã được cứu sống. Tuy nhiên không ai biết rằng là khi nào ông ta mới có thể tỉnh lại, còn Trung Sốc được cho là đã hy sinh trong khi đang thi hành công vụ, nên đã được tổ chức tang lễ vô cùng long trọng. Cuối cùng Chin A đến nhà của Kim Chun và giao lại quyển nhật ký của Kyung Min cho mẹ Kim Chun, để bà có thể biết sự thật về cái chết của con trai mình. Bắt nạt học đường là vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng nhiều người. Và có một tuổi thơ tươi đẹp có lẽ là ước mơ giản đơn nhất của ba người, có thể là ở một thế giới khác họ đã được gặp lại nhau. Ở đó không có nỗi đau bị bắt nạt, mà chỉ có tiếng cười vui vẻ giữa những người bạn thân với nhau. Được rồi, câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ team mình nhé!